anh đã vi phạm điều thứ 3, điều thứ 7, điều thứ 9 của pháp tắc thành phố thần. Lập tức bó tay chịu bắt, cùng tôi về thị trấn ngục thẩm tra. Nhìn thấy cảnh này, Ngư Thất Tình không nhịn được cười ra tiếng, ha ha ha. Diệp Bắc Minh, lần này anh chết chắc thật rồi. Thị trấn ngục ở đây, Ngư Thất Tình tôi sẽ không chết. Cô ta chậm rãi đứng lên, vỗ phủi bụi đất trên đầu gối. Vậy sao? Ánh mắt của Diệp Bắc Minh khóa chặt Ngư Thất Tình. Một luồng sát ý ngút trời bùng phát. Vương Yên Nhi vội vàng tiến lên, cậu Diệp, đừng. Đồ đê tiện này chết không đáng tiếc, nếu ti chấn ngục không có ở đây, cậu giết cô ta cũng thôi đi. Cùng lắm là chịu xử phạt. Nhưng nếu giết người trước mặt ti chấn ngục, họ có quyền trực tiếp giết cậu. Yên Nhi cầu xin cậu, đừng vì Yên Nhi mà mất đi tính mạng của mình. Cậu có thể vì Yên Nhi làm tất cả, Yên Nhi đã biết đủ rồi. Vương Yên Nhi rơi nước mắt. Người thanh niên của ti chấn ngục cảm nhận được sát ý ngút trời của Diệp Bắc Minh, lạnh lùng nhả ra một câu, Diệp Bắc Minh, anh còn muốn giết người. Trong mắt anh pháp tắc của thành phố thần là gì? Còn không bó tay chịu bắt cho tôi. Tôi không những phải giết người, tôi còn phỉa giết trước mặt anh, Diệp Bắc Minh bật cười một tiếng. Bước ra một bước. Lập tức xuất hiện trước người Ngư Thất Tình. Giơ tay đập một chưởng xuống. Cơ thể của Ngư Thất Tình run lên, tỏ vẻ mặt không dám tin. Dường như đang hỏi, làm sao anh ta dám giết mình trước mặt người của ti chấn ngục. Phập, cơ thể của Ngư Thất Tình nổ tung, hóa thành một làn xương máu. Đám người của ti chấn ngục ngẩn người. Các võ giả khác có mặt trợn mắt há hốc miệng, sợ đến trái tim như muốn nổ tung. Giết người trước mặt ti chấn ngục. Thật có dũng khí. Việc này tương đương với đánh vào mặt chủ của thành phố thần, kiểu đánh vang bốp bốp. Giết chết bất luận tôi. Thanh niên của ti chấn ngục quát lên một tiếng. Lúc mấy chục binh sĩ tiến lên một bước, chuẩn bị ra tay. Phía sau tất cả mọi người lại vang lên một giọng nói thản nhiên, Bạch Tả Sứ, dừng tay. Mọi người ngẩn người. Ai dám ngăn ti chấn ngục ra tay? Quay đầu nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, thanh niên của ti chấn ngục sửng sốt, Hoàng Tổng Quản, sao ông lại đến đây? Người này, chính là người gửi thiệp mời dạ yến cho Diệp Bắc Minh. Hoàng Tổng Quản mỉm cười, người mà Diệp Tông Chủ giết đều là sát thủ của Thiên Sát Môn. Nhà họ Ngư và Thiên Sát Môn câu kết với nhau, chết chưa hết tội. Bắt đầu từ bây giờ. Tất cả người nhà họ Ngư đời đời kiếp kiếp cấm bước vào thành phố thần một bước. Cái gì? Thiên Sát Môn. Mọi người có mặt lùi lại theo bản năng. Thanh niên của ti chấn ngục tỏ vẻ mặt chấn kinh, không thể nào. Hoàng Tổng Quản nhìn anh ta, đây là ý của thành chủ, cậu nghi ngờ sao? Không dám. Người thanh niên của ti chấn ngục kinh hãi. Đưa người của cậu lui xuống, Hoàng Tổng Quản lên tiếng. Người thanh niên của ti chấn ngục mang theo oán khí nhìn Diệp Bắc Minh một cái, không cam tâm nhả ra một câu, vâng. Chúng ta đi. Đợi người của ti chấn ngục rời đi. Hoàng Tổng Quản mới nở nụ cười với Diệp Bắc Minh, Diệp Tông Chủ, thành chủ vẫn luôn dõi theo cậu. Các võ giả ở hiện trường đều kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nhìn sang Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cau mày, thành chủ là ai? Hoàng Tổng Quản không trả lời, cười chắp tay, Diệp Tông Chủ. Có cơ hội gặp lại, cáo từ. Không hề dài dòng quay người bỏ đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi về. Vừa về đến đan các. Một bóng hình không hề khách sáo đi đến. Nhóc con, đừng tưởng thành chủ quan tâm mày thì có thể làm sằng làm bậy ở thành phố thần. Ở địa bàn của tao, là con sâu thì mày phải bò, là con rồng thì mày cũng phải nằm cho tao. Sau này tốt nhất mày phải khiêm tốn, tao sẽ luôn để ý mày. Một khi mày phạm sai lầm, Bạch Kiêu tao bảo đảm sẽ trừng trị mày trước khi Hoàng Tổng Quản xuất hiện. Trong giọng điệu mang theo ý uy hiếp rõ ràng. Người đang nói chính là Bạch Kiêu, người thanh niên của ti chấn ngục. Vừa nãy Diệp Bắc Minh đã giết người trước mặt nhiều võ giả, trước mặt tả sư của ti chấn ngục như anh ta. Đúng là vả mặt trần trụi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này uy nghiêm của anh ta ở đâu? Diệp Bắc Minh trực tiếp phớt lờ Bạch Kiêu. Mà nhìn cuồng đan, đồ nhi, thành phố thần có quy tắc nào là người của ti chấn ngục có thể tự ý xông vào nơi ở của người khác không? Cuồng đan ngẩn người, trả lời, sư phụ, thành phố thần không có quy tắc như này. Cho dù là thống lĩnh cao nhất của ti chấn ngục cũng không được tự ý xông vào nhà dân.
Diệp Bắc Minh gật đầu, hôm nay thiên hạ đệ nhất các không mở cửa kinh doanh, bạch tả sứ này có coi là tự ý xông vào không? Hả? Cuồng Đan thắt tim, sư phụ, người. Vương Yên Nhi liền mở to đôi mắt. Bạch Kiêu cảm thấy tình hình không đúng, lên tiếng nói, mày muốn làm. Còn chưa nói hết câu. Soạt. Diệp Bắc Minh bước ra một bước xuất hiện trước người Bạch Kiêu, một luồng khí thế cực kỳ cường mạnh ầm ầm bùng phát. Cả người Bạch Kiêu giống như bị xe lửa đang chạy đâm trúng, trực tiếp bay đi. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Lại phát ra một tiếng choang, đập mạnh xuống con phố bên ngoài thiên hạ đệ nhất đan. Toàn bộ áo giáp đều nổ tung hóa thành mảnh vụn. Chuyện gì vậy? Anh ta là ai? Sao lại bay ra từ thiên hạ đệ nhất đan? Người đi đường đều dừng bước chân. Có người kinh hãi kêu một tiếng, bạch tả sứ. Là bạch tả sứ Bạch Kiêu của ti chấn ngục. Suýt. Người đi đường xung quanh hít khí lạnh, kinh sợ nhìn sang cổng lớn của thiên hạ đệ nhất đan. Còn có lần sau, chết. Giọng lạnh lùng vang lên. Mày, làm sao mày dám? Phụt. Bạch Kiêu chỉ vào cổng lớn của thiên hạ đệ nhất các, lại phun ra máu tươi lần nữa. Lục phủ ngũ tạng gần như vỡ nứt, hoàn toàn ngất đi. Vương Yên Nhi và Cuồng Đan ngây ra như gà mắc thóc, hóa đá nhìn mọi thứ. Không biết qua bao lâu. Ực, hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Sư phụ, Bạch Kiêu là người của ti chấn ngục, sư phụ làm vậy sẽ gây rắc rối lớn đấy, Cuồng Đan cười khổ lắc đầu. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, đồ nhi, con cảm thấy vừa nãy vi sư không ra tay, Bạch Kiêu sẽ không đến gây chuyện với sư phụ ư. Cuồng Đan ngẩn người, sau đó lắc đầu, Bạch Kiêu chắc chắn cảm thấy mất hết thể diện vì vừa nãy sư phụ giết ngư thất tình trước nhiều người. Theo tính cách của người này, chắc chắn sẽ tìm cơ hội tìm lại thể diện. Cho nên, bất luận sư phụ làm thế nào, anh ta cũng sẽ đến gây chuyện. Diệp Bắc Minh nói, đợi anh ta chủ động đến gây chuyện, chỉ bằng ra tay trước thì hơn. Đồ nhi, con luyện đan không tệ, những mặt khác còn phải học thêm. Nhưng... Cuồng Đan cứ nhưng cả hồi lâu, không tìm được lý do thuyết phục bản thân. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, nhìn sang Vương Yên Nhi, cho tôi xem vết thương của cô. Vương Yên Nhi gật đầu. Diệp Bắc Minh tiến lên kiểm tra. Vết thương của Vương Yên Nhi bằng phẳng và chưa liền lại. Còn thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, sau khi võ giả tiến vào thánh cảnh, máu thịt có thể tự sinh ra. Trừ phi bị chém đầu. Hoặc là bị bóp vỡ tim, tổn hại đan điền mới không thể tự sinh ra. Yên Nhi, cô có thực lực cảnh giới chân thần, tại sao hai cánh tay không thể tự mọc ra? Vương Yên Nhi bất lực lên tiếng, cậu Diệp, cậu có điều không biết, sau khi võ giả đột phá cảnh giới đế tôn thì sẽ tiến vào trạng thái cơ thể bán thần. Cơ thể bán thần cũng là đường ranh giới của cảnh giới đế tôn và cảnh giới chân thần, muốn tiến vào cảnh giới chân thần, võ giả phải chuyển hóa chân nguyên trong cơ thể thành thần lực. Máu thịt cơ thể bán thần tiến hóa thành cơ thể thần, cơ thể máu thịt của người phàm không thể cùng tồn tại với cơ thể thần. Nếu máu thịt của võ giả ở cảnh giới này bị tổn hại, thì không thể tự mọc lại. Diệp Bắc Minh cau mày. Lần đầu tiên anh nghe thấy cách nói này. Vương Yên Nhi không muốn làm Diệp Bắc Minh khó xử, chủ động lên tiếng, cậu Diệp, cậu không cần lo lắng cho Yên Nhi. Cậu Diệp đã cho nhà họ Vương quá nhiều, Yên Nhi vốn không có gì báo đáp. Hai cánh tay này coi như là Yên Nhi báo đáp cậu Diệp. Diệp Bắc Minh kiên định lắc đầu, tôi không muốn để những người bên cạnh tôi chịu tổn thương. Đây là nguyên tắc làm việc của cả đời Diệp Bắc Minh tôi. Còn tay của cô, tôi sẽ nghĩ cách. Khu thí luyện. Ầm ầm. Mây đen trên hư không phía trước gầm thét, sấm chớp ầm ầm. Từng đường sét giáng xuống, hội tụ với nhau, giống như diệt thế. Tất cả võ giả, yêu thú. Ma thú đều bị thu hút đến, kinh sợ nhìn lôi kiếp khủng bố phía trước. Sâu trong lôi kiếp, một thanh niên đang được lôi kiếp gột rửa. Bù! Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, giống như vỡ đê. Cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Suýt, Đường Hạo tiến vào cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Trời ơi, lúc anh ta tiến vào khu thí luyện mới là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, giờ đã đỉnh phong rồi. Vô số thiên tài trợn mắt há hốc miệng. Nhìn đám mây phía trước, đồng tử không ngừng co lại. Cùng lúc đó, sâu trong biển sấm sét, giọng của lão quỷ vang lên từ đan điền của Đường Hạo, "Đường Hạo, chúc mừng cậu đã tiến vào cảnh giới thần hoàng đỉnh phong."
Tiếc là chỉ thiếu một bước, cậu đã có thể tiến vào tổ cảnh rồi. Khuôn mặt Đường Hạo hồng hào, ra vẻ như chưa hết hứng, kha kha kha, không ngờ cơ duyên của khu thí luyện này lại lớn như vậy. Tôi từ cảnh giới thần hoàng sơ kỳ trực tiếp tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong. Từ xưa đến nay, có ai thiên tài như Đường Hạo tôi? Cho dù là điện thần hoàng cũng không có đấy phải không? Một luồng khí thế thách thức thiên địa tự nhiên sinh ra. Lúc này, hắn là vua của cả vùng trời đất này. Lão quỷ nhắc nhở một câu, đừng quá tự mãn, người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Trong vòng trăm năm, tôi bảo đảm cậu sẽ tiến vào tổ cảnh, đến lúc đó, cùng tôi đến thần quốc hỗn độn, ở đó mới là vũ đài của cậu. Thần quốc hỗn độn. Trong con mắt của Đường Hạo rực lửa. Một lát sau, hắn nghiêm mắt lại, thần quốc hỗn độn không vội, bây giờ tôi vô cùng muốn giết người. Khóe miệng cong lên tà mị, Diệp Phong, mày đang ở đâu? Tao thực sự muốn bóp xương đầu gối của mày xem, có phải mày cứng rắn thật không? Tại sao cứ luôn đối đầu với tao? Trên không trung quảng trường trung tâm điện thần hoàng. Một đường khe nứt không gian xuất hiện, hai đường, ba đường. 10 đường. 100 đường. Từng bóng hình nhếch nhác từ khe nứt xông ra. Hoan Nhi, sao con ra nhanh như vậy? Mỗi lần khu thí luyện mở ra ít nhất kéo dài một tháng, các cậu mới 7 ngày mà đã ra rồi. Chuyện gì vậy, sao nhiều người ra liền một lúc thế? Rất nhiều cường giả cảnh giới thần hoàng hậu kỳ ở quảng trường cau mày. Sư phụ, chúng con cũng không muốn ra. Chúng con bị người khác đuổi ra. Cái gì, bị người khác đuổi ra? Mọi người ngẩn người, trên mặt lóe lên tia tức giận, khu thí luyện lớn như vậy, mấy ngàn di tích mặc cho các con thám hiểm. Mọi người đều là người của Điện Thần Hoàng, nước sông không phạm nước giếng, ai mà quá đáng như vậy? Dĩnh Nhi, là ai làm? Sư phụ của Sở Dĩnh Nhi, Liễu Tố Tố sầm mặt, bà ta cũng nổi giận thực sự. Nguyễn Nguyệt Cầm và Trương Chính Cản quay sang nhìn nhau. Một ông lão áo choàng xám lạnh giọng quát, đừng để lão phu biết. Nếu không nhất định cho hắn một bài học sâu sắc. Nói với lão phu, là ai? Trên mặt mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Liền sau đó, đường nứt không gian cuối cùng xuất hiện, một bóng hình ngạo mạn đi ra, Nhiệm Trưởng Vân, là tôi. Những người cảnh giới thần hoàng có mặt đều ngẩn người. Tuy Đường Hạo cũng là cảnh giới thần hoàng, nhưng chỉ là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Nhiệm Trưởng Vân là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ, làm sao hắn dám gọi thẳng tên họ? Nhiệm Trưởng Vân nheo mắt, băng lạnh nhìn chằm chằm Đường Hạo, Đường Hạo, lão phu biết cậu là thiên tài của Điện Thần Hoàng. Nhưng cậu làm vậy có phải quá đáng rồi không? Mọi người vùng vào khu thí luyện tìm kiếm cơ duyên. Cậu đuổi họ ra là có ý gì? Đường Hạo cười thú vị, ông đang chất vấn tôi hả? Ánh mắt Nhiệm Trưởng Vân băng lạnh, cậu dám ăn nói với tôi như vậy. Thế thì đã làm sao? Đường Hạo cười, thế thì đã làm sao? Chỉ dựa vào ông mà cũng xứng chất vấn tôi. Vừa dứt lời, hắn tóm 5 ngón tay trên hư không. Lại lao về phía Nhiệm Trưởng Vân trước mặt tất cả người của Điện Thần Hoàng. Muốn chết hả? Nhiệm Trưởng Vân hoàn toàn nổi giận. Giơ tay tung một trưởng, khí thế bừng bừng tấn công về phía cánh tay của Đường Hạo. Cậu nhóc, nếu không phải nể tình Độc Cô Bá Đạo là sư phụ của cậu, lão phu trực tiếp đập chết cậu ngay với trưởng này. Phế một cánh tay của cậu trước. Cho cậu biết thế nào gọi là trời cao đất dày. Nhiệm Trưởng Vân vừa nói ra câu này. Bàn tay của hai người chạm vào nhau. Rắc, một tiếng giòn tan. A, à, Nhiệm Trưởng Vân kêu thảm một tiếng, cánh tay lại lập tức hóa thành bột vụn. Uy lực một trưởng của Đường Hạo vẫn chưa hết, tiếp tục nghiền áp xuống, đập mạnh lên bả vai của Nhiệm Trưởng Vân. Phụt, Nhiệm Trưởng Vân điên cuồng chảy máu tươi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ dưới đất. Đầu gối cắm sâu xuống đất. Ông ta kinh hãi ngẩng đầu, cậu, đã tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Đường Hạo cười thản nhiên một tiếng, sai, là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ, đỉnh phong. Suýt, toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết, chỉ còn lại tiếng hít khí lạnh. Cậu, cho dù cậu tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong, cũng là vãn bối của lão phu. Toàn thân Nhiệm Trưởng Vân run lên, ông ta chỉ vào Đường Hạo. Làm sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Đường Hạo cười khinh thường, giới võ đạo tôn sùng thực lực. Ông không phục, thì chết đi. 5 ngón tay tóm hư không. Cơ thể Nhiệm Trưởng Vân bay đi, cái cổ bị Đường Hạo tóm trong tay.
lúc này, chỉ cần Đường Hạo siết mạnh một chút thì có thể bóp nát cổ của Nhiệm Trưởng Vân. Độc Cô Bá Đạo cảm nhận được động tĩnh trên quảng trường, vội vàng chạy tới. Vừa hay nhìn thấy cảnh này. Cũng phải sợ giật mình, Đường Hạo lại đột phá đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong trong một lần. Đúng là khiến người ta không dám tin. Hạo Nhi, dừng tay. Độc Cô Bá Đạo kinh sợ giật mình. Đường Hạo thản nhiên nói, sư phụ, lão già này vừa mới muốn phế con đấy. Tiếc là con đã tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ, lão phế vật này đã phải tấm sắt rồi. Những người xung quanh đều dồn đến ánh mắt quái dị. Sắc mặt của Nhiệm Trưởng Vân tái xanh. Độc Cô Bá Đạo lắc đầu, Hạo Nhi, ông Nhiệm là tiền bối của điện thần hoàng, tha cho ông ta đi. Đường Hạo buông tay, nể tình sư phụ lên tiếng, tha cho ông một lần. Nhiệm Trưởng Vân vui mừng trong lòng. Liền sau đó, tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Lật bàn tay đập một trưởng. Phụt, đan điền của Nhiệm Trưởng Vân vỡ nứt tại chỗ, ngã lăn ra mấy chục mét như con chó chết. Cậu, Nhiệm Trưởng Vân chừng mở to đôi mắt, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Những người cảnh giới thần hoàng như Nguyễn Nguyệt Cầm, Trương Chính Càn, Liễu Tố Tố ớn lạnh một hồi. Đường Hạo quá ác, gần như ác đến tàn nhẫn. Con, Độc Cô Bá Đạo tức đến đôi mắt trợn trừng, sao con có thể làm như vậy? Đường Hạo cười như không cười, sư phụ đang trách con sao? Trong lòng Độc Cô Bá Đạo trầm xuống, thấp thoáng có cảm giác không thể kiểm soát Đường Hạo. Lúc ông ta bí mật thu nhận Đường Hạo làm đồ đệ, đã nhìn ra dã tâm của kẻ này. Chỉ là không ngờ, lại không thể kiểm soát Đường Hạo nhanh như vậy. Được, Độc Cô Bá Đạo hít sâu một hơi, vi sư không quản chuyện này, có mang Long Chi Thảo và Nhân Sâm Hoàng Huyết về không? Chỉ cần có được hai thứ này, ông ta có thể tiến vào tổ cảnh. Đến lúc đó chẳng phải có thể tùy ý xử trí Đường Hạo ư. Chỉ cần mình tiến vào tổ cảnh, nhất định cấy ấn ký thần hồn lên người tên xúc sinh này. Nếu dùng tốt tên xúc sinh này thì hắn là một thanh kiến, nếu không dùng tốt thì có thể sẽ phản phệ bản thân. Đáng chết, ban đầu sao lại mềm lòng không cấy ấn ký linh hồn cho hắn chứ? Độc Cô Bá Đạo hơi bực mình. Đường Hạo cười lắc đầu. Xin lỗi sư phụ, con đã tìm được hai dược liệu này. Nhưng để nâng cao cảnh giới, nên con trực tiếp sử dụng rồi. Con nói cái gì? Trong lòng Độc Cô Bá Đạo bùng lên một cơn lửa giận ngút trời. Nhìn vẻ tức giận của Độc Cô Bá Đạo, Đường Hạo mỉm cười. Trực tiếp phớt lờ Độc Cô Bá Đạo, ánh mắt nhìn sang Nguyễn Nguyệt Cầm, Nguyễn Bá Mẫu, Thanh Từ đâu rồi? Nguyễn Nguyệt Cầm biến sắc, bà ta mới là thực lực cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Không dám đắc tội với Đường Hạo. Thanh Từ đang bế quan, chỉ cần nó xuất quan, tôi sẽ bảo nó đến tìm cậu. Đường Hạo cười gật đầu, con người Thanh Từ rất tốt, tôi rất thích cô ấy. Tôi thấy hay là thế này đi, đợi sau khi Thanh Từ xuất quan, cho cô ấy đến làm nha hoàn thân cận của tôi. Cái gì, nha hoàn thân cận? Trong lòng Nguyễn Nguyệt Cầm bùng lên ngọn lửa giận. Nguyễn Thanh Từ là con gái ruột của bà ta. Vì vài nguyên nhân mà lưu lạc ở huyền giới. Khó khăn lắm cô ta mới quay về bên cạnh, làm sao có thể làm nha hoàn thân cận của người khác. Không được. Nguyễn Nguyệt Cầm cũng không cần nghĩ liền từ chối. Khí tức trên người Đường Hạo bùng phát, một luồng sát ý vô hình ngưng tụ. Đàn áp về phía Nguyễn Nguyệt Cầm. Thụp. Nguyễn Nguyệt Cầm vốn không chịu nổi, đầu gối trực tiếp đập xuyên mặt sàn quỳ xuống. Nguyệt Cầm. Trương Chính Càn và Liễu Tố Tố kinh hồn bạt vía. Đường Hạo cong khóe miệng cười thú vị, Nguyễn Bá Mẫu, tôi chưa nghe rõ, bà có thể nói lại lần nữa không? Nguyễn Nguyệt Cầm cắn chặt răng, kiên định nhả ra một câu, tôi nói, không được. Ha ha! Đường Hạo cười lắc đầu, sư phụ, đồ nhi dạy sư phụ một chiêu, chân khí bá đạo còn có một cách sử dụng. Năm ngón tay điểm về phía Nguyễn Nguyệt Cầm. Năm con hắc long được ngưng tụ từ chân khí bá đạo lần lượt xông ra. Trong phút chốc chui vào cơ thể của Nguyễn Nguyệt Cầm. Phụt! Nguyễn Nguyệt Cầm phun ra một ngụm máu đen. Độc Cô Bá Đạo kinh hãi, con đã làm gì bà ta? Đường Hạo thản nhiên nói, cũng không làm gì, chỉ là cái năm đường chân khí bá đạo vào trong cơ thể bà ta. Con thực sự không nhẫn tâm làm phiền Thanh Từ muội muội bế quan, chỉ đành ra tay với mẹ của cô ấy. Nếu trong lòng một tháng Thanh Từ muội muội không thể xuất quan, thì năm đường chân khí bá đạo này sẽ hoàn toàn xé xác Nguyễn Bá Mẫu. Mí mắt Độc Cô Bá Đạo giật mạnh.
đồ đệ này còn ác hơn cả ông ta. Trương Chính càn quát một tiếng, Đường Hạo, cậu quá đáng quá rồi. Phập, Đường Hạo trực tiếp đập một chưởng lên lồng ngực của Trương Chính càn, tiếng cười thấu xương tủy vang lên, tên phế vật Trương Đạc phản bội tôi, vậy lấy chút lãi trước từ ông nội của hắn vậy. Bảo hắn trong vòng 3 ngày, quỳ bò đến trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ cắt từng miếng thịt trên người tên mập đó. Cả quảng trường yên tĩnh. Đường Hạo quá bá đạo, thực lực quá khủng bố. Sau này trong điện thần hoàng, sợ rằng Đường Hạo sẽ nắm quyền quyết định rồi. Không ít cảnh giới thần hoàng lắc đầu. Một vài thanh niên cắn răng, hắn giết người bừa bãi như vậy, chẳng lẽ mấy vị thánh tổ ngồi yên không quản sao? Mấy vị cảnh giới thần hoàng nhìn mấy thanh niên ngây thơ, thánh tổ. Trừ phi điện thần hoàng rơi vào cảnh sống chết tồn vong, nếu không thánh tổ làm sao ra tay? Cậu nghĩ thánh tổ không biết chuyện xảy ra bây giờ ư? Thánh tổ không ra tay, đã mặc nhận hành vi của Đường Hạo. Thánh tổ chỉ mong có thêm vài người giống như Đường Hạo, như vậy thực lực của điện thần hoàng sẽ mạnh thêm. Nghe thấy lời này, mấy thanh niên hoàn toàn hiểu ra. Đúng rồi. Đường Hạo lướt nhìn Trương Chính càn thừa sống thiếu chết một cái, quay đầu nhìn Độc Cô Bá Đạo, tên nhóc tên Diệp Phong đó, chắc cũng rời khỏi khu thí luyện trước rồi. Sư phụ có nhìn thấy hắn không? Ánh mắt Độc Cô Bá Đạo lóe lên, đồ nhi, có lẽ tên nhóc đó cũng không có được cơ duyên trong khu thí luyện. Sau khi hắn rời khỏi khu thí luyện, đã giết lão tổ Bích Hỏa ở một tòa sơn cốc cách điện thần hoàng mấy trăm dặm. Sau đó đã hoàn toàn biến mất. Bá đạo thần hoàng trực tiếp giấu chuyện Diệp Phong chính là Diệp Bắc Minh. Đường Hạo hơi bất ngờ, hắn đã giết lão tổ Bích Hỏa. Đúng thế. Độc Cô Bá Đạo gật đầu. Đường Hạo cười khẽ một tiếng, Lạc Khuynh Thành đâu? Cô ta chẳng phải là sư phụ của Diệp Phong sao? Chẳng lẽ cô ta không biết Diệp Phong ở đâu? Độc Cô Bá Đạo vội vàng ngăn, đồ nhi, Khuynh Thành là người phụ nữ mà ta để ý. Cô ấy là sư nương tương lai của con. Con không được ra tay với cô ấy. Đường Hạo cười, nếu đầu nhi cũng thích cô ta thì sao? Sắc mặt Độc Cô Bá Đạo trầm xuống, Đường Hạo, con không biết mình đang nói gì sao? Con rất rõ mình đang nói gì. Đường Hạo cười, con thấy sư phụ cũng chẳng có gì có thể dạy con nữa, tình sư đồ chúng ta kết thúc tại đây đi. Còn nữa, Lạc Khuynh Thành, con cũng muốn. Cả quảng trường yên tĩnh. Mọi người đều nín thở, kinh ngạc nhìn Đường Hạo. Cái gì? Độc Cô Bá Đạo hoàn toàn trố mắt, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong lòng bùng phát lên cơn lửa giận khó mà kiềm chế, Đường Hạo. Con muốn khinh sư diệt tổ sao? Làm sao có thể nói là khinh sư diệt tổ chứ? Thực lực của con đã vượt qua sư phụ còn có thể dạy con cái gì? Đường Hạo cười như không cười. Độc Cô Bá Đạo, tôi đang thương lượng với ông đừng có uống kính không uống lại uống rượu phạt. Đường Hạo trực tiếp gọi thẳng tên, càng không hề che giấu sát ý trong ánh mắt. Tuy trong lòng Độc Cô Bá Đạo rất tức giận, nhưng lý trí lại thắng cơn giận. Hay cho một tên xúc sinh, lại muốn trèo lên đầu của Độc Cô Bá Đạo tao. Xem ra phải tiễn mãi lên đường rồi. Ông trời muốn diệt mày, thì phải cho mày điên cuồng trước, vậy để mày điên cuồng một thời gian đi. Độc Cô Bá Đạo áp chế cơn lửa giận xuống. Phù, hít sâu một hơi. Cố nở nụ cười, Đường Hạo, cậu đúng là nhân tài. Độc Cô Bá Đạo tôi cũng không có gì có thể dạy cậu nữa, cũng không xứng làm sư phụ của cậu. Giơ tay lấy ra một thanh bảo kiếm từ chiếc nhẫn chữ vật, bắt đầu từ bây giờ, tình nghĩa sư đồ chúng ta như thanh kiếm này. Choang! Bảo kiếm gãy thành đôi. Cùng lúc đó, ở đại sảnh thiên hạ đệ nhất đan. Yên nhi, tôi tạm thời cầm máu cho hai cánh tay của cô. Sau đó khí sắc của cô sẽ tốt lên nhiều. Diệp Bắc Minh cắm kim châm lên cánh tay Vương Yên Nhi, có điều, hồi phục hai cánh tay thì cần phải có thời gian. Vương Yên Nhi cười gật đầu, được, tôi tin cậu. Đúng rồi, các sư tỷ của tôi đâu? Diệp Bắc Minh mới phát hiện mấy sư tỷ đều không ở thiên hạ đệ nhất đan và thiên hạ đệ nhất y. Vương Yên Nhi nói, hôm đó sau khi cậu Diệp rời đi, 9 người đã nói những lời như điện chủ, kế tiếp hoa tộc thượng cổ. Kế hoạch, cơ hội cuối cùng, rồi tất cả rời khỏi thành phố thần. Sau khi bảo Vương Yên Nhi đi nghỉ, Diệp Bắc Minh quay về phòng. Cau chặt mày. Anh cứ cảm thấy 9 sư tỷ đang gánh vác một bí mật cực lớn. Bí mật này có quan hệ rất lớn với hoa tộc thượng cổ.
chỉ tiếc là, các sư tỷ không nói ra. Lần này, tại sao lại rời đi? Cơ hội cuối cùng. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm, sau đó truyền âm, tiểu tháp, ông cảm thấy là thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suy nghĩ một lúc rồi trả lời, từ những lời của Vương Yên Nhi suy đoán, rất có thể là họ cần đi làm nốt những việc sau này của chủ luân hồi. Chuyện này, liên quan đến việc kế tiếp hoa tộc thượng cổ, hơn nữa rất có thể cậu là mấu chốt của chuyện này. Diệp Bắc Minh ngẩn người, tôi là mấu chốt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, nếu không cậu nghĩ thế nào? Cậu may mắn hơn người, cực kỳ nghịch thiên. Bản tháp từng có hàng trăm ký chủ, luận thành tựu thì cậu còn chưa được tới lượt. Chỉ luận về may mắn, cậu chắc chắn là số một. Thậm chí bản tháp còn nghi ngờ, có người bày ra thế trận, dồn hết tất cả may mắn của hoa tộc thượng cổ lên cậu. Ngoại từ cậu cóng hết may mắn của cả chủng tộc, bản tháp thực sự không nghĩ được may mắn của cậu ở đâu ra. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Gánh hết may mắn của hoa tộc thượng cổ. Cái gánh này cũng lớn quá rồi. Vẫn nên suy nghĩ việc làm thế nào để hồi phục hai cánh tay của Vương Yên Nhi thì hơn. Sau đó, Diệp Bắc Minh nhớ lại hết một lượt y thuật của trăm vị sư phụ để lại. Rồi lại tìm phương pháp từ trong truyền thừa mà hoa tộc thượng cổ để lại. Cuối cùng, vẻ mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Những thứ có thể giúp Yên Nhi hồi phục cánh tay đều là thiên tài địa bảo, loại dược liệu này vốn không thể rời khỏi nơi sinh trưởng. Trừ phi trực tiếp luyện đan ở ngay nơi thiên tài địa bảo mọc ra. Ầm ầm. Đột nhiên, trên không trung nghĩa địa hỗn độn vang lên tiếng sét đánh. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, thần hồn tiến vào trong nghĩa địa hỗn độn, tiền bối Hiên Viên, vãn bối có chuyện muốn chỉ giáo. Vù. Sau trong nghĩa địa hỗn độn, một phần mộ cổ xưa lóe lên ánh hào quang. Liền sau đó, một bóng hình vĩ đại xuất hiện trên không trung mộ huyệt, bền chắc hơn trước đây ba phần. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiền bối Hiên Viên, thần hồn của ông hồi phục rồi ư. Hiên Viên Hoàng đế cười gật đầu, từ sau khi cậu tăng cảnh giới, sức mạnh của nghĩa địa hỗn độn mạnh hơn rất nhiều. Theo tốc độ này, thêm một kỷ nguyên nữa thì tôi có thể rời khỏi nơi này rồi. Diệp Bắc Minh kích động, thật không? Tốt quá rồi. Có điều, một kỷ nguyên là bao lâu? Hiên Viên Hoàng đế cười, 100 năm là một thời đại, 1 tỷ năm là một kỷ nguyên. Phụt. Diệp Bắc Minh lảo đảo, suýt nữa thổ huyết, 1 tỷ năm. Hoa hiên vàng cũng héo rồi. Mình có thể sống 1 tỷ năm không? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, trực tiếp đổi chủ đề, tiền bối Hiên Viên, tôi xin hỏi ông một vấn đề thì hơn. Nói đi. Hiên Viên Hoàng đế gật đầu. Diệp Bắc Minh nói ra tình trạng của Vương Yên Nhi, xét tình trạng của Yên Nhi, chỉ có mười mấy loại đan dược được luyện chế từ thiên tài địa bảo mới có thể khiến cô ta mọc lại cánh tay đã gãy. Nhưng cho dù là thần giới, thiên tài địa bảo cũng cực kỳ hiếm có. Có cách nào khác không? Nghe xong lời của Diệp Bắc Minh, Hiên Viên Hoàng đế trực tiếp nhả ra hai chữ, ngốc nghếch. Diệp Bắc Minh ngẩn người, a, ông nói tôi là đồ ngốc. Hiên Viên Hoàng đế không hề khách sáo, cậu nhóc, trong tay cậu nắm giữ thiên hạ đệ nhất chí bảo đấy. Mà lại còn phiền nào vì mấy thiên tài địa bảo nhỏ bé, mẫu thạch hỗn độn trong tay cậu dùng để làm gì hả? Diệp Bắc Minh vỗ trán, tôi hiểu rồi. Mẫu thạch hỗn độn có thể hóa ra vạn vật thế gian, ý của tiền bối Hiên Viên là cho mẫu thạch hỗn độn hóa thành thiên tài địa bảo. Sao anh lại quên vật này chứ? Hiên Viên Hoàng đế trợn mắt trắng, ngốc, hết thuốc chữa. Ngu ngốc cực kỳ. Tôi thực sự lo lắng, cậu thực sự có thể dẫn dắt hoa tộc thượng cổ trở về sao? Diệp Bắc Minh vô cùng khó hiểu, tiền bối, tôi lại ngốc ở chỗ nào? Hiên Viên Hoàng đế không vui nói chuyện với cậu đúng là tức thật. Mẫu thạch hỗn độn đã có thể hóa ra vạn vật thế gian, tại sao cậu không cho nó hóa thành hai cánh tay của cô gái đó? Còn có thể như vậy ư, Diệp Bắc Minh kinh hãi. Hiên Viên Hoàng đế cười lạnh lùng một tiếng, hừ, mẫu thạch hỗn độn là nguồn gốc của vạn vật, cậu coi là trò đùa hả? Nhưng tôi nhắc cậu một câu, mẫu thạch hỗn độn không thể trực tiếp hóa thành cơ thể máu thịt, cần tinh huyết của cô gái đó làm thuốc dẫn. Được, tôi đi thử xem. Diệp Bắc Minh ra khỏi nghĩa địa hỗn độn, trực tiếp đến phòng của Vương Yên Nhi. Không nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào. A, một tiếng kêu kinh hãi. Diệp Bắc Minh mới phát hiện, trong căn phòng ẩm ướt đầy hơi nước. Phía sau tấm bình phong nửa trong suốt, tiếng nước nhẹ nhẹ vang lên.
Vương Yên Nhi ngồi trong bồn tắm, từ cổ trở xuống mau chóng ẩn xuống mặt nước. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, vội quay người, cô Yên Nhi, xin lỗi. Tôi không nghĩ cô đang tắm. Vương Yên Nhi nghe thấy giọng của Diệp Bắc Minh, khuôn mặt liền đỏ bừng, ấy, không. Không sao. Cậu Diệp, cậu đột nhiên chạy đến có chuyện gì sao? Diệp Bắc Minh lên tiếng, đợi cô mặc xong quần áo rồi nói đi. Tôi đi gọi nha hoàn, bảo họ đến giúp cô. Giọng của Vương Yên Nhi vang lên, tôi đã sắp xếp mấy nha hoàn đi làm việc khác rồi, nửa canh giờ sau mới quay lại. Hay là, cậu Diệp, cậu giúp tôi đi. Tôi. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Vương Yên Nhi đỏ mặt đến tận mang tai, giọng như con kiến, tôi tin nhân phẩm của cậu Diệp, cậu nhắm mắt là được. Được. Nói đến đây, Diệp Bắc Minh cũng không tiện nói gì. Trực tiếp cắt đứt liên hệ với tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Nhắm mắt chậm rãi đi đến gần bồn tắm. Vương Yên Nhi bước ra từ trong nước, miệng cắn một chiếc khăn đưa qua, cậu Diệp, lau người trước. Lúc lau, hai người không tránh khỏi tiếp xúc. Vương Yên Nhi nín thở, cơ thể yêu kiều run lên. Cuối cùng, lau xong. Diệp Bắc Minh giúp Vương Yên Nhi mặc quần áo. Cậu Diệp, cậu có thể mở mắt rồi. Diệp Bắc Minh mở mắt, toàn thân Vương Yên Nhi từ trên xuống dưới đỏ ửng. Vì để bớt lúng túng, anh mau chóng nói, Yên Nhi, tôi tìm được cách hồi phục hai cánh tay cho cô rồi. Cơ thể Vương Yên Nhi run lên, cậu Diệp, cậu nói gì? Tìm được cách hồi phục hai cánh tay của tôi rồi ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế, nhưng cần một giọt tinh huyết của cô. Được, đừng nói là một giọt, cho dù là 10 giọt, 100 giọt cũng được. Vương Yên Nhi kích động gật đầu. Sau đó, cô ta khó xử, cậu Diệp, tôi không có tay, vậy lại phiền cậu rồi. Tinh huyết sinh ra từ trái tim. Không có tay không thể lấy ra. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ gật đầu, đầu ngón tay điểm vào lồng ngực của Vương Yên Nhi. Vừa chạm đã tách, một giọt tinh huyết chảy ra. Ngẩng đầu nhìn Vương Yên Nhi, không mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ. Đợi tin tốt của tôi. Quay người mau chóng rời đi. Phụt. Nhìn bóng dáng lếch thếch của Diệp Bắc Minh, Vương Yên Nhi phì cười, xem cậu căng thẳng kìa, tôi cũng không ăn thịt cậu. Vừa rời khỏi phòng của Vương Yên Nhi không xa, một bóng hình xinh đẹp chặn đường của Diệp Bắc Minh. Ánh mắt hơi băng lạnh, thấp thoáng có chút lửa giận. Sao cô lại đến đây? Diệp Bắc Minh ngẩn người, người trước mặt lại là Lạc Khuynh Thành, vẫn chưa đến ngày, tôi đã nói là 3 ngày phải không? Ha ha! Lạc Khuynh Thành cười lạnh lùng một tiếng, đã là lúc nào rồi, còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương. Diệp Bắc Minh cau mày, cô đến để nói với tôi những điều này. Lạc Khuynh Thành lạnh nhạt lên tiếng, Đường Hạo ra khỏi khu thí luyện rồi, hắn đã tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi vào khu thí luyện đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ hắn đang điều động sử dụng cả lực lượng của điện thần hoàng để truy giết Diệp Phong. Tôi đến đây để nhắc cậu một câu, tạm thời đừng dùng thân phận Diệp Phong nữa. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, chỉ vậy thôi hả? Thấy thái độ của Diệp Bắc Minh như vậy. Lạc Khuynh Thành cắn môi đỏ, muốn nói lại ngừng. Lạc Khuynh Thành ơi là Lạc Khuynh Thành, rốt cuộc đầu óc cô đang nghĩ gì hả? Cô và Diệp Bắc Minh chỉ là giao dịch. Cậu ta giúp cô hồi phục thực lực cảnh giới thần hoàng, cô trả lại thần hồn của đại sư tỷ của cậu ta cho cậu ta, chỉ vậy mà thôi. Cho dù nói với cậu ta Đường Hạo muốn lấy mình, thì có liên quan gì đến cậu ta? Thôi vậy. Khẽ gật đầu, chỉ vậy thôi. Tôi biết rồi, 2 ngày sau lại đến tìm tôi giải độc cho cô. Diệp Bắc Minh ném lại một câu, mau chóng rời đi. Sau khi về phòng, Diệp Bắc Minh tiến vào không gian bên trong của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Một bia đá màu đen, sừng sững trước mặt. Dòng khí hỗn độn chảy xuống như thác nước. Trên bia đá, khắc đầy các loại văn tự hoa tộc thượng cổ để lại. Diệp Bắc Minh đến dưới chân bia mẫu thạch hỗn độn, lấy ra một hồn đá nhỏ dung hợp với tinh huyết của Vương Yên Nhi. Một ý nghĩ, trong một sơn cốc cách Thái Dương Tông 100 dặm. Khi Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong chạy đến nơi này, hơn 100 thi thể đã được thu nhặt xong xuôi. Xếp hàng ngay ngắn nằm dưới đất. Mười mấy thành viên tiểu đội sát thần canh giữ xung quanh. Sắc mặt Vạn Lăng Phong âm trầm, tất cả mọi người đều bị đánh chết bằng một chiêu, gần như đều bị cắt đứt cổ họng hoặc là đâm vào tim. Thủ pháp này, chắc là kẻ thường xuyên giết người mới có thể làm được.
Quanh người Diệp Bắc Minh nổi lên sát khí. Lại có kẻ dám giết người gần Thái Dương Tông, không coi tông chủ này ra gì sao? Vạn Lăng Phong nói tiếp, Diệp Soái, thuộc hạ có một câu không biết có nên nói hay không? Nói đi. Cậu nói xem có khả năng là Tiêu Tiêu đã phản bội cậu không? Cô ta vốn là sát thủ của Thiên Sát Môn, sau khi cô ta giết trăm người này liền trốn về Thiên Sát Môn, Vạn Lăng Phong nhìn Diệp Bắc Minh. Không thể nào. Diệp Bắc Minh quả quyết lắc đầu, Lăng Phong, nghi ngờ thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ. Ông nắm giữ cả tiểu đội sát thần, chắc hẳn biết rõ điều này. Tôi đã lựa chọn tin tưởng Tiêu Tiêu, cô ta chắc chắn không phải là loại người này. Vâng. Vạn Lăng Phong khẽ động trong lòng, xem ra Diệp Soái đúng là tin tưởng Tiêu Tiêu. Đột nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên lần nữa, Lăng Phong, xem mấy ngày nay ông đã buông lỏng rất nhiều. Ngay cả người bên cạnh mình cũng không nhận ra. Cái gì? Vạn Lăng Phong ngẩn người. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Bắc Minh không đúng lắm. Ông ta mới phát hiện, 16 thành viên của tiểu đội sát thần xung quanh đã không biết thay đổi vị trí từ lúc nào. Bầy tư thế phong tỏa hai người, chậm rãi đi về phía hai người. Vạn Lăng Phong quát một tiếng, các người đang làm gì hả? Đứng im. 16 người này biết đã bị lộ, bỗng nhiên lướt ra, kiếm trận sát phạt, tập kết. Khí tức của cảnh giới thần tôn bùng phát. Các người không phải là thành viên của tiểu đội sát thần, Vạn Lăng Phong hiểu ra. Lập tức, xung quanh kiếm khí đảo quét, ngưng tụ thành một vòi rồng khổng lồ. Phong tỏa hai người. Khí sát phạt khủng bố truyền ra giống như sóng thần, Vạn Lăng Phong đang định ra tay thì hơn ngàn đường kiếm khí cùng tấn công tới. Phụt, phụt, phụt. Trong tích tắc trên người Vạn Lăng Phong có thêm hàng trăm vết thương. Nếu không phải Diệp Bắc Minh ra tay kéo ông ta lại, ngăn ở phía sau thì sợ rằng ông ta đã hóa thành xương máu rồi. Cảnh giới của ông quá thấp, trốn phía sau tôi, đừng ra tay bừa bãi. Rõ. Vạn Lăng Phong nắm chặt nắm đấm. Dường như quên mất cơn đau trên người. Chỉ có một ý nghĩ, nâng cao cảnh giới, nhất định phải nâng cao cảnh giới. Diệp Bắc Minh đắc tội với Thiên Sát Môn chỉ có một kết cục, đó là chết, một tên sát thủ trong đó quát một tiếng. Choang, choang, choang. Lập tức, hơn ngàn đường kiếm khí giống như máy xay thịt ập đến. Đủ để giết cảnh giới thần hoàng. Kiếm trận sát phạt, vô cùng khủng bố. Lúc Diệp Bắc Minh chuẩn bị ra tay phá trận. Giọng của kiếm càn khôn chấn ngục, chủ nhân, những kiếm khí này đều là đồ đại bổ, để tôi nuốt chừng đi. Được. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Giơ tay, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay. Xoạt, xoạt, xoạt. Liền sau đó, kiếm khí sát phạt lại rơi trên kiếm càn khôn chấn ngục, toàn bộ biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm khí sát phạt bị nuốt chừng rồi. Làm sao có thể? Vẻ mặt của đám sát thủ của Thiên Sát Môn biến sắc. Một người trong đó gầm lên, tiếp tục, đừng tiếc sức mạnh trong cơ thể. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, dù có chết cũng phải kéo Diệp Bắc Minh lên đường cùng. Giết! 16 người cùng hô lớn, cùng chém ra trường kiếm trong tay. Vòi rồng được hình thành từ kiếm khí sát phạt bùng phát, xung quanh đầy tiếng quỷ khóc sói gào, khủng bố hơn lúc ban đầu không chỉ mấy lần. Xoạt, xoạt, xoạt. Kiếm càn khôn chấn ngục đảo quét không trung, sau khi xoay tròn một vòng trên hư không. Không chỉ nuốt chửng toàn bộ kiếm khí, ngay cả vòi rồng được hình thành từ kiếm khí sát phạt cũng bị nó nuốt chửng, không đủ, không đủ. Chủ nhân, tôi muốn ăn luôn những người này. Một thanh kiếm biết nói. Vẻ mặt của 16 sát thủ đều cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi kinh khủng. Mặc kệ thanh kiếm đó, cùng tự hủy, lôi theo Diệp Bắc Minh chết cùng. Đột nhiên. Đội trưởng sát thủ quát nói. Ầm ầm, gần như trong tích tắc, cả sơn cốc giống như bị đạt hạt nhân tấn công. Một đám mây nấm nổi lên. Ha ha ha, chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Đội trưởng sát thủ bị sức mạnh bùng nổ đánh bay, nằm dưới đất phun ra ngụm máu tươi, 10 năm thần tôn đỉnh phong tự hủy, cho dù mày là cảnh giới thần hoàng cũng phải chết. Vừa dứt lời, tiếc là tao không phải cảnh giới thần hoàng. Ánh lửa tỏa ra ngập trời, Diệp Bắc Minh bước ra như người không có việc gì. Vạn Lăng Phong đứng phía sau Diệp Bắc Minh. Sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đầy kinh sợ. 16 cảnh giới thần tôn tự hủy, sánh ngang với quả bom hạt nhân nổ ở khu vực trung tâm. Ông ta cũng nghĩ mình sẽ chết chắc,
không ngờ trốn phía sau Diệp Bắc Minh lại vẫn sống sót. Rốt cuộc Diệp Soái là quái vật gì? Nói như vậy chẳng phải bom hạt nhân cũng không nổ chết được cậu ta ư? Vãi, vãi, vãi. Vạn Lăng Phong thở hổn hển, lồng ngực nhấp nhô điên cuồng. Mày! Đồng tử của đội trưởng sát thủ run lên. Lúc này, giọng lạnh lảnh của Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, chủ nhân, mấy tên này tự hủy cũng gây ra năng lượng rất lớn đấy. Vẫn còn một tên, hay là cũng cho hắn tự hủy, tôi lại ăn một bữa. Cả hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Đội trưởng sát thủ không ngừng run lên, sợ đến tìm sắp nổ tung. Thanh kiếm này là quái vật gì? Lại có thể coi năng lượng của võ giả tự hủy tạo ra thành đồ ăn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, giữ lại đã, tôi còn muốn hỏi hắn vài câu. Đội trưởng sát thủ phản ứng lại, Diệp Bắc Minh, lần này mày thắng rồi, nhưng sớm muộn gì mày cũng chết dưới tay Thiên Sát Môn thôi. Kiếm trong tay chém về phía đầu của mình. Muốn chết trước mặt tao hả? Diệp Bắc Minh cười. Một cây kim châm bay ra, cắm vào trong cơ thể của tên sát thủ hạ lệnh tự hủy. Choang, một tiếng giòn tan, kiếm trong tay rơi xuống đất. Mày làm gì tao hả? Trong lòng tên đội trưởng sát thủ trầm xuống. Diệp Bắc Minh khinh miệt nhìn hắn, vừa nãy mày không tự hủy cùng đồng đội của mày, cho thấy mày cũng là kẻ sợ chết. Tao cho mày một cơ hội sống, quay về nói với cấp trên của mày. Đưa Tiêu Tiêu lành lặn toàn vẹn về đây, nếu cô ta thiếu một cọng tóc, tao bảo đảm diệt cả Thiên Sát Môn. Giơ tay thu hồi kim châm. Tên đội trưởng sát thủ ngẩn người, mình lại hoạt động được trở lại, mày. Mày tha cho tao đi thật. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt khinh thường, trong mắt tao, mày truyền về một câu nói này còn có giá trị hơn cái mạng của mày. Mày. Trong mắt đội trưởng sát thủ lóe lên tia lửa giận, Diệp Bắc Minh, mày sẽ hối hận. Đứng lên biến mất trong tầm mắt. Phân đà số 9 Thiên Sát Môn. Cả hội trường bày đầy dụng cụ hành hình, dưới đất đã nhuốm máu đỏ tươi. Trên đài cao, Tiêu Tiêu bị sợi xích xuyên bả vai, trên người đã ướt dẫm máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống tí tách, men theo ngón châm bị đâm 10 kim châm chảy xuống vũng máu dưới đất. Máu tươi men theo vũng máu chảy xuống đài cao, một đám võ gải bị xích cổ phía dưới điên cuồng liếm máu tươi. Biết Thiên Sát Môn sẽ đối phó thế nào với phản đồ rồi chứ? Nói đi, rốt cuộc ai đã hủy diệt phân đà số 108? Tại sao cô lại ở Thái Dương Tông? Giữa cô và Diệp Bắc Minh rốt cuộc có quan hệ gì? Có phải kẻ đứng sau Diệp Bắc Minh tiêu diệt phân đà số 9 không? Một người đàn ông áo choàng đen cất giọng lạnh lùng hỏi. Người này chính là đà chủ của phân đà số 9. Tiêu Tiêu yếu ớt cười, ha ha. Tôi thấy cô rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt đấy. Con mắt của đà chủ phân đà số 9 trầm xuống. Cầm mỏ hàn đỏ rực bên cạnh hầm hầm ấn xuống lồng ngực của Tiêu Tiêu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mùi thịt cháy truyền ra. Tiêu Tiêu vẫn nở nụ cười nơi khóe miệng, giống như đang chế nhạo. Đáng chết. Đà chủ phân đà số 9 tức giận mắng một tiếng, ném mỏ hàn trong tay sang một bên. Bóp cổ họng của Tiêu Tiêu, nói ra tất cả những gì cô biết, nếu không bản tọa trực tiếp giết cô. Cảm giác khó thở truyền đến. Rắc rắc rắc. Cổ vang lên rắc rắc, có thể gãy bất cứ lúc nào. Tiêu Tiêu dùng hết sức lực cuối cùng nhỏ một bãi nước bọt máu, tôi khinh. Đà chủ phân đà số 9 tức đến toàn thân run lên, cô đã muốn chết thì bản tọa cho cô toại nguyện. Một màn không thể tưởng tượng nổi xảy ra, miếng mẫu thạch hỗn độn đó như sôi sục, lại nhanh chóng diễn hóa. Trong khí tức hỗn độn, lại thực sự diễn hóa ra hai cánh tay nõn nà theo suy nghĩ của Diệp Bắc Minh. Thực sự có thể. Con mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên tia chấn hãi, tiểu tháp. Mẫu thạch hỗn độn thực sự có thể diễn hóa ra vạn vật. Nói như vậy, chẳng phải tôi có thể đúc tạo lại thân thể cho trăm vị sư phụ ư? Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, về lý thuyết thì được, nhưng thân thể của trăm vị sư phụ của cậu có lẽ cũng đã nát vỡ rồi. Nếu có tinh huyết của họ, thực sự có thể dùng mẫu thạch hỗn độn đúc tạo thân thể cho họ. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Ban đầu sau khi thu nhặt di thể của trăm vị sư phụ, anh đã cho họ yên nghỉ. Nhiều năm trôi qua, sợ rằng di thể sớm đã nát giữa. Vừa đi bên trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đi ra, chuẩn bị đi nối liền hai cánh tay cho Vương Yên Nhi. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Diệp sư, cô Tiêu Tiêu xảy ra chuyện rồi. Vạn Lăng Phong cất giọng gấp gáp lo lắng. Diệp Bắc Minh mở cửa phòng.
Vạn Lăng Phong sốt ruột đứng ở cửa, Cuồng Đan đứng bên cạnh. Lăng Phong, sao ông lại đến đây? Tiêu Tiêu xảy ra chuyện gì? Vạn Lăng Phong quỳ một chân xuống đất, Diệp sư, đều là tại tôi. Trước đó cô Tiêu Tiêu nói muốn đánh cược với tôi, trong vòng một năm cô ta sẽ dẫn dắt 100 người vượt qua tiểu đội sát thần của tôi. Sau khi cô ta chọn 100 người hợp thành một tiểu đội, liền đến Sơn Cốc cách Thái Dương Tông 100 dặm để huấn luyện. Để an toàn, sáng sớm mỗi ngày cô Tiêu Tiêu đều sẽ truyền tin về tông môn. Hôm nay mãi đến buổi trưa, cũng không nhận được tin. Tôi đích thân đi xem, rất nhiều thi thể nằm trong sơn cốc, cô Tiêu Tiêu cũng không thấy tung tích. Ánh mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh. Ném chiếc nhẫn chữ vật cho Cuồng Đan, bên trong có dược liệu phụ trợ và hai cánh tay, giao cho Yên Nhi. Vạn Lăng Phong, chúng ta đi. Đang định ra tay. Báo. Một giọng nói vừa hư yếu vừa gấp gáp vang lên. Liền sau đó, một bóng hình vô cùng nhếch nhác xông vào, quỳ xuống trước đà chủ phân đà số 9 trên đài cao, đà chủ. Tôi về rồi. Chính là tên đội trưởng sát thủ mà ra lệnh tự hủy. Đà chủ của phân đà số 9 mỉm cười, cậu sống quay về, xem ra Diệp Bắc Minh đã chết rồi. Cái gì, chủ nhân chết rồi, không thể nào. Tiêu Tiêu cất giọng run run. Đà chủ phân đà số 9 quay đầu, ha ha ha, cuối cùng cô đã chịu nói rồi. Bản tọa còn tưởng cái miệng của cô kín lắm cơ, thì ra cô lo sợ Diệp Bắc Minh. Nói thật cho cô biết, sanh khi bản tọa tấn công tòa sơn cốc đó rồi đưa cô về, còn để lại 16 sát thủ tinh thông kiếm trận sát phạt. Chắc cô biết kiếm trận sát phạt chứ phải không? Cảnh giới thần hoàng cũng phải chết. Nói xong, quay đầu lướt nhìn người quỳ dưới đất, cậu, nói với cô ta. Diệp Bắc Minh đã chết thảm thế nào đi? Đội trưởng sát thủ ngẩng đầu, khó khăn nhả ra một câu, đà chủ. Diệp Bắc Minh chưa chết. Ngoài tôi ra, 15 thành viên tiêu đội khác đã tự hủy toàn bộ, tất cả đã chết. Cậu nói cái gì? Ánh mắt của đà chủ phân đà số 9 trở nên vô cùng băng lạnh, thét dài một tiếng, một lũ phế vật, 15 người tự hủy cũng không giết được Diệp Bắc Minh, mày sống quay về làm gì? Ha ha ha. Tiêu Tiêu ngửa cổ lên trời cười lớn, chủ nhân nhà tôi vô địch, ngược lại là thuộc hạ của ông đúng là một lũ ngu dốt. Lại trực tiếp quay về phân đà số 9, sợ là chủ nhân nhà tôi đã đến phân đà số 9 rồi. Nói xong, khóe miệng Tiêu Tiêu nhếch lên nụ cười thú vị. Đà chủ phân đà số 9 sầm mặt, không thể nào. Tiêu Tiêu chẳng thèm phí lời, lớn tiếng hét lên với không khí, chủ nhân, cậu đã đến thì ra đi. Liền sau đó. Một giọng lạnh lùng vang lên, Tiêu Tiêu, cô thật nghịch ngợm. Để hắn vui vẻ thêm một lúc không được sao. Diệp Bắc Minh, đà chủ phân đà số 9 nhìn chằm chằm về hướng phát ra giọng nói. Một thanh niên chậm rãi đi vào, chính là Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, Tiêu Tiêu, đà chủ phân đà số 9 lạnh lùng nhìn đội trưởng sát thủ, xem việc tốt mà mày làm kìa, lại còn đưa người về đây. Đội trưởng sát thủ tỏ vẻ mặt vô tội. Lúc tôi về phân đà, tổng cộng dịch dung 10 mấy lần, còn đổi thân phận 10 mấy lần. Tôi chắc chắn phía sau tuyệt đối không có người theo dõi. Hắn đâu biết. Bắt đầu từ lúc hắn rời khỏi sơn cốc, tháp càn khôn chấn ngục đã khóa chặt khí tức của hắn. Đừng nói đổi 10 mấy lần thân phận, cho dù đổi thân phận 1 vạn lần cũng vô ích. Vô dụng. Đà chủ phân đà số 9 quát một tiếng, trong lúc giơ tay một luồng lực hút mạnh ập đến. Cơ thể của đội trưởng sát thủ lập tức bay đến trước đà chủ phân đà số 9, 5 ngón tay tóm móc trên đỉnh đầu. Rắc rắc, mau tươi văng tung tóe. Diệp Bắc Minh, dạo này uy danh của mày rất vang dội, nhưng mày thực sự không nên đến đây, khóe miệng của đà chủ phân đà số 9 nhếch lên nụ cười âm tà, mày tưởng nơi này là nơi như kiểu phân đà số 108 hả? Vừa dứt lời, xung quanh vô số võ giả xuất hiện, mỗi người ít nhất cũng là cảnh giới thần tôn trở lên. 8 người trong đó, lại đều là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Còn có 3 ông lão cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi, vậy sao? Tôi không những đến, tôi còn chuẩn bị giết sạch tất cả các người. Giết sạch tất cả? Ha ha ha! Đây là phân đà số 9 của thiên sát môn, rốt cuộc khủng bố thế nào, tên nhóc này có biết không? Cho dù là thần hoàng đỉnh phong đến, cũng không dám nói câu này. Tổ cảnh đến cũng phải lột một lớp da. Võ giả xung quanh cười đến sắp chảy cả nước mắt. Phì, ai muốn hạ gục tên nhóc này?
Đà chủ phân đà số 9 suýt cười ra tiếng. Một ông lão áo choàng xám ra khỏi hàng, đà chủ, thuộc hạ tình nguyện chia sẻ ưu phiền với ngài. Đà chủ số 9 gật đầu, tôi muốn hắn sống. Rõ. Ông lão áo choàng xám gật đầu, bóng người đã xuất hiện trước Diệp Bắc Minh như quỷ mị. Giơ tay tóm về phía bả vai của Diệp Bắc Minh, nhóc con, quỳ xuống đi. Thụp. Chỉ nghe một tiếng bức bối vang lên, tay của ông lão áo choàng xám tóm lên bả vai của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, bất động. Toàn thân ông lão áo choàng xám cứng đờ tại chỗ, đứng im. Một giây. Hai giây. Ba giây. Mọi người cảm thấy có gì đó sai sai. Lão tả làm sao vậy? Sao bất động thế kia? Không biết, lão tả đang làm trò gì vậy? Mọi người đầy vẻ nghi hoặc. Giọng của đà chủ số 9 trầm xuống, tả thiên quân, ông đang làm gì vậy? Bản đà chủ bảo ông hạ gục tên nhóc đó, ông còn lãng phí thời gian làm gì? Phập! Một tiếng giòn tan, cánh tay của ông lão áo choàng tím tóm lên bả vai Diệp Bắc Minh nổ tung. A! À. Ông lão áo choàng xám kêu thảm một tiếng, cả cánh tay biến mất. Ông ta kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh, rốt cuộc mày là quái vật gì? Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, sát thần. Trực tiếp xông ra, cơ thể va đập mạnh lên ông lão áo choàng xám. Phụt! Cơ thể của ông lão áo choàng xám lập tức hóa thành xương máu, Diệp Bắc Minh xông ra từ trong xương máu như sát thần. Suýt! Các võ giả có mặt đều hít khí lạnh. Tiêu Tiêu há hốc cái miệng nhỏ. Trong con mắt đầy kinh sợ, thực lực của chủ nhân lại mạnh lên rồi. Ông ta là cảnh giới thần hoàng trung kỳ đó. Lại trực tiếp bị cậu ta đập thành xương máu. Đà chủ phân đà số 9 phản ứng lại, bất luận là ai giết tên nhóc này, tôi bảo đảm đề cử người đó thành đà chủ phân đà kế nhiệm. Lời vừa được nói ra, đôi mắt của tất cả mọi người trở nên đỏ bừng. Người nào cũng như được tiêm thuốc kích thích. Giết! Tám cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Hai cảnh giới thần hoàng trung kỳ, còn có hơn trăm cảnh giới thần tôn điên cuồng xông đến. Diệp Bắc Minh giơ tay ra tóm, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong lòng bàn tay, giao cho cô đấy. Được, chủ nhân. Một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên. Gru. Một con huyết long xông ra, mang theo kiếm càn khôn chấn ngục giết vào đám đông. Những chỗ huyết quang đi qua, bất luận võ giả đẳng cấp nào cơ thể cũng nhanh chóng khô héo. A, à, tay của tôi. Cơ thể của tôi sao lại? Không. Tiếng kêu thảm vang lên. Sau mấy hơi thở ngắn ngủi, hơn 100 võ giả của phân đà số 9 đều hóa thành từng cái xác khô nằm dưới đất. Đà chủ phân đà số 9 sợ đến toàn thân run rẩy, mày. Rốt cuộc mầu là người hay quỷ? Tất cả đều vượt quá nhận thức của hắn. Diệp Bắc Minh bước một bước lên đài cao, đà chủ phân đà số 9 đi đến trước người Tiêu Tiêu, tình hình thế nào? Còn trụ nổi không? Nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh, đà chủ phân đà số 9 ngẩn người, sau đó vui mừng điên cuồng. Lại quay lưng lại với kẻ địch. Chẳng phải là nộp mạng sao? Giơ tay tóm lên không trung, một thanh thần đao màu máu quỷ dị xuất hiện trong tay, dùng hết toàn lực chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, cẩn thận! Tiêu Tiêu kinh sợ kêu lớn. Hai người cách nhau chưa đến 10 mét, Diệp Bắc Minh muốn quay đầu thì cũng đã muộn. Đà chủ phân đà số 9 cười điên cuồng không ngừng, ha ha ha. Tên nhóc ngu xuẩn. Bản tọa là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Mày lại dám quay lưng lại với tao. Chết đi. Khoảnh khắc thần đao màu máu sắp chém xuống đầu của Diệp Bắc Minh. Vốn dĩ muốn giữ ông lại hỏi vài vấn đề, bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Giọng lạnh lùng của Diệp Bắc Minh vang lên. Trái tim của đà chủ phân đà số 9 run lên, giọng nói này giống như phán quyết của tử thần. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh quay người với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay anh. Phụt, đâm xuyên một kiếm. Vẻ mặt của đà chủ phân đà số 9 không cam tâm, hóa thành một cái xác khô, dữ tợn ngã xuống đất. Vù, Tiêu Tiêu thở nhẹ nhõm một hơi, cả người dường như sụp đổ, chủ nhân. Lần sau cậu đừng như vậy, sợ muốn chết. Diệp Bắc Minh nhìn Tiêu Tiêu. Khắp chỗ trên người đều là dấu vết của mỏ hàn để lại. Ngay cả khuôn mặt cũng bị hành hạ đến da thịt lở loét. Diệp Bắc Minh tiện tay chém đứt sợi xích trên người Tiêu Tiêu. Vì Tiêu Tiêu mất đi sức lực, trực tiếp đổ vào lòng Diệp Bắc Minh. Ấy! Diệp Bắc Minh thở dài một hơi, trực tiếp đặt Tiêu Tiêu xuống đất.
Xoẹt, một tiếng xé rách áo đầy vết máu của cô ta. Tiêu Tiêu ôm người theo bản năng. Cho dù toàn thân đầy vết thương, cũng khó mà che được làn da mịn màng vốn có. Diệp Bắc Minh ra lệnh nói, bỏ tay ra. Khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Tiêu hiện lên tia ửng đỏ, chủ nhân, tôi. Bây giờ tôi rất bẩn, hơn nữa còn bị thương. Nếu chủ nhân muốn, có thể đợi tôi. Hồi phục rồi tính không? Diệp Bắc Minh trừng mắt, đầu óc cô nghĩ gì vậy? Cô không buông tay làm sao tôi trị thương cho cô? A, ồ, ồ. Tiêu Tiêu vội gật đầu, buông tay ra. Diệp Bắc Minh tỉ mỉ rửa sạch cơ thể của Tiêu Tiêu, rồi lấy bột thuốc bôi lên người cô ta, cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng. Trong đôi mắt càng không có chút dục vọng nào. Con gái mà để lại sẹo trên người thì rất khó coi, có thuốc này của tôi, sau này chắc sẽ không để lại sẹo. Cảm ơn chủ nhân. Trái tim băng lạnh của Tiêu Tiêu có thứ gì chạm vào. Diệp Bắc Minh lấy ra một bộ quần áo ném qua, thay áo trước đã, mặc tạm đi. Sau khi Tiêu Tiêu mặc áo xong, có thể tự đi không? Sau một hồi chữa trị, lại thêm đan dược của Diệp Bắc Minh, Tiêu Tiêu đã hồi phục rất nhiều, được. Diệp Bắc Minh gật đầu, đột nhiên bước ra một bước, thanh kiếm trong tay bùng phát ra sau đường kiếm khí liên tiếp chui vào vách đá đại điện. Đợi khi khói bụi tiêu tan, một chữ, giết, xuất hiện trước mắt. Ba canh giờ sau, ở Tổng Đà Thiên Sát Môn, rất nhiều mặc áo choàng đen tập trung trước một cái bàn tròn. Lần trước là 107 người, lần này chỉ còn lại 106 người. Lần trước mới họp chưa đến nửa tháng, sao bây giờ lại họp nữa? Triệu tập mọi người đến gấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Có mấy đà chủ không nhịn được kêu ca. Đà chủ phân đà số 1 ngồi trên vị trí đầu lên tiếng, phân đà số 9 đã bị tiêu diệt rồi. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi giống như có ma lực. Tất cả đà chủ áo choàng đen đều ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía đà chủ phân đà số 1. Rồi lại nhìn sang vị trí của đà chủ phân đà số 9, trống không. Trong tích tắc, trong hội trường lập tức tràn đầy khí tức nặng nề. Là ai? Đây là điều mà tất cả các đà chủ cùng thắc mắc. Đà chủ phân đà số 1 giơ tay, một ông lão chậm rãi đi đến, truyền thần lực vào trong một khối lưu ảnh thạch. Một hình ảnh xuất hiện, giống như hình ảnh 3D. Một người đàn ông trẻ giết vào phân đà số 9, tay cầm một thanh kiếm cổ màu đen. Những chỗ kiếm khí đi qua tất cả cường giả đều hóa thành xác khô, ngay cả đà chủ phân đà số 9 cuối cùng cũng chết dưới thanh kiếm này. Trước khi đi, người thanh niên chém ra 6 đường kiếm khí. Hình ảnh dừng lại. Một chữ giết khổng lồ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, cho dù chỉ là hình ảnh của lưu ảnh thạch, tất cả đà chủ có mặt đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một luồng sát ý kinh thiên. Người này là ai? Thật to gan, thoạt nhìn anh ta hoàn toàn không sợ Thiên Sát Môn chúng ta, còn dám để lại một chữ giết. Anh ta muốn làm gì? Đang uy hiếp Thiên Sát Môn chúng ta sao? Trong phòng họp ầm ầm chấn động. Đà chủ phân đà số 1 lên tiếng, người này tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa còn rất quen thuộc. Ồ, là ai? Diệp Bắc Minh. Đà chủ phân đà số 1 nhả ra 3 chữ. Cái gì? Diệp Bắc Minh. Là anh ta. Mọi người đang ngồi đây đều sửng sốt, con người không nhịn được mà khẽ rung động. Đà chủ phân đà số 1 thất vọng lắc đầu, sao phản ứng của mọi người lại lớn như vậy, lệnh truy sát người này đã duy trì liên tục hơn nửa tháng. Đáng tiếc, không một ai trong các người nhớ kỹ gương mặt này. Đều cho rằng có thể tùy tiện bắt lấy người này sao? Đến lúc đó chết trong tay người ta còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Đùng! Đột nhiên! Một đà chủ mặc áo bào đen vỗ bàn đứng dậy, đà chủ phân đà số 1, ông bớt nói vài câu quái gở đi. Chỉ là chủ nhân của một tông môn đã yên lặng cả triệu năm, gần đây mới có chút khởi sắc, ai trong chúng ta sẽ để anh ta vào trong mắt chứ? Hiện tại anh ta tiêu diệt 2 phân đà lớn của chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ phải chém giết kẻ này, lấy lại danh dự cho Thiên Sát Môn. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là lý do để ông châm chọc người khác. Vừa dứt lời, lập tức có người gật đầu phụ họa, chính xác. Đà chủ phân đà số 7 nói rất đúng. Tôi cũng đồng ý với cách nói của đà chủ phân đà số 7. Đà chủ phân đà số 1, có phải là ông quá nhạy cảm rồi không? Lần lượt có mấy người đứng lên. Mọi người đều cảm thấy bản đà chủ quá nhạy cảm. Đà chủ phân đà số 1 nở nụ cười, liếc mắt nhìn tất cả mọi người ngồi tại đây.
Gần 2 phần 3 đà chủ áo đen gật đầu, là có hơi quá nhạy cảm. Đà chủ phân đà số 1 trầm giọng, nếu như bản đà chủ nói cho các người biết, Diệp Bắc Minh này là con cháu đời sau của Hoa tộc thượng cổ. Kiếm trong tay của anh ta chính là thánh kiếm của Hoa tộc thì sao? Cái gì? Không thể nào. Toàn bộ đà chủ mặc áo bào đen trong phòng họp đều đứng bật dậy, bầu không khí quái dị trong nháy mắt lan tràn khắp sảnh hội nghị. Ai ai cũng trừng to mắt, tôi nhìn ông nhìn tôi. Dù là mọi người đều đeo mặt nạ, thì cũng không thể nào che giấu sự chấn động ở sâu trong mắt, chẳng lẽ lời tiên đoán sắp trở thành sự thật. Cửu thiên thần nữ giúp đỡ, con cháu Hoa tộc cưỡi huyết long trở về. Huyết long, lúc Diệp Bắc Minh ra tay quả thực có kèm theo tiếng rồng ngâm, còn có huyết long bùng nổ. Trời ạ, vô số đà chủ áo bào đen hít ngược khí lạnh. Không ai còn có thể bình tĩnh. Có huyết long, có cả con cháu của Hoa tộc, cửu thiên thần nữ là ai, có người nghi hoặc. Bất luận là ai, Diệp Bắc Minh này nhất định không thể tiếp tục sống. Để anh ta chết. Diệp Bắc Minh không để Tiêu Tiêu về Thái Dương Tông, mà đưa cô ta đến thành phố thần. Tiêu Tiêu bị thương, Vương Yên Nhi cũng có vết thương trong người. Diệp Bắc Minh chuẩn bị chữa khỏi vết thương của hai người đã rồi lại nói. Vừa trở lại thiên hạ đệ nhất đan, khuôn mặt Diệp Bắc Minh lập tức trầm xuống. Một gương mặt kiêu căng lạnh nhạt đang ngồi ở phòng khách, thảnh thơi uống trà. Vương Yên Nhi và Cuồng Đan vừa mới khôi phục hai cánh tay ở bên cạnh hầu hạ như đầy tớ. Đường Hạo, lông mày Diệp Bắc Minh nhíu lại. Đường Hạo thả chén trà trong tay xuống, Diệp Tông Chủ, tôi đã chờ cậu một hồi lâu, cuối cùng cũng mong được cậu trở về. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, anh có việc. Đường Hạo nở nụ cười, nghe nói Thái Dương Tông có một người tên là Diệp Phong, tôi với anh ta có chút khúc mắc. Tôi chỉ có một yêu cầu, Diệp Tông Chủ giao anh ta cho tôi là được. Diệp Bắc Minh cười lạnh, nếu tôi không giao thì sao? Đường Hạo dường như sớm đã dự đoán được phản ứng của Diệp Bắc Minh. Chủ nhân của sát tông đệ nhất thiên hạ, đắc tội thiên sát môn còn sống đến bây giờ. Hơn nữa còn chém giết chủ nhân của 6 thế lực lớn ngay trước cửa phủ thành chủ thành phố thần, tính tình sao có thể tốt được. Không giao cũng được, làm phiền Diệp Tông Chủ hỗ trợ chuyển lời một câu. Đường Hạo không tức giận. Diệp Bắc Minh nhíu mày, câu gì? Đường Hạo đứng dậy đi ra ngoài đại điện, 3 ngày sau. Tôi và sư phụ anh ta Lạc Khuynh Thành cử hành nghi lễ đại hôn tại Điện Thần Hoàng. Chẳng phải Diệp Phong là đệ tử của Lạc Khuynh Thành sao? Đại hôn của sư phụ anh ta, chẳng lẽ anh ta không nên xuất hiện? Diệp Bắc Minh bất ngờ, Lạc Khuynh Thành sắp kết hôn với anh. Nếu Diệp Tông Chủ cũng muốn đến, tôi rất hoan nghênh. Đường Hạo tiện tay lấy ra 2 tấm thiệp mời, một cho Diệp Bắc Minh, cái còn lại cho Diệp Phong. Bỏ lại thiệp mời, Đường Hạo đi ra đại điện. Đột nhiên, anh ta ngừng lại, đúng rồi Diệp Tông Chủ, cảm ơn cậu đã giúp Khuynh Thành trị liệu độc thú huyết trong cơ thể. Sau này thì không cần cậu nữa, tôi sẽ giúp cô ấy giải độc. Sau khi rời khỏi thiên hạ đệ nhất đan, Đường Hạo tiến vào trong một ngõ hẻm. Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống, nụ cười hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là biểu cảm lạnh thấu xương, lão quỷ, vì sao vừa nãy ông lại ngăn cản tôi? Với cảnh giới trước mắt của tôi. Chém giết tên Diệp Bắc Minh rất đơn giản. Chỉ cần anh ta chết, 148 mảnh xương chí tôn trong cơ thể anh ta đều là của tôi. Không. Trong đan điền anh ta vang lên một giọng nói già nua, trên người người này hình như có bí mật gì đó. Lúc lão phu dò xét cơ thể anh ta, lão phu như thể thấy được một vực sâu. Sâu không lường được. Đường Hạo giật mình, lão quỷ, còn có người ông không nhìn thấu. Lần trước ông cũng nói Diệp Phong mang lại cảm giác này, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh chính là Diệp Phong? Giữa hai người này quả thực có rất nhiều điểm tương tự. Đường Hạo rất thông minh, nhanh chóng nghĩ đến việc không lẽ bọn họ là cùng một người. Không phải. Giọng nói của lão quỷ vô cùng khẳng định, mặc dù hơi thở của Diệp Viễn cũng khiến người khác nhìn không thấu, nhưng không có cảm giác nguy hiểm chí mạng. Diệp Bắc Minh lại giống như một thanh kiếm khát máu. Diệp Phong kia cách xa anh ta ngàn dặm. Hai người này tuyệt đối không phải là cùng một người, lão quỷ vô cùng chắc chắn. Đường Hạo lập tức bỏ đi nghi hoặc trong lòng. Anh ta trỗi dậy từ nơi nhỏ bé, từ một phế vật biến thành thiên tài. Hết thảy đều là công lao của lão quỷ. Vô số lần trước giờ, lão quỷ đều giúp anh ta gặp dữ hóa lành. Lão quỷ đương nhiên sẽ không sai. Lão quỷ,
cho dù ông có nói anh ta cực kỳ nguy hiểm, nhưng với thực lực trước mắt của tôi cộng thêm cả ông cũng không thể giết được anh ta, Đường Hạo không quá tin tưởng. Giọng điệu của lão quỷ nghiêm nghị, thằng nhóc, giết Diệp Bắc Minh đơn giản. Dù anh ta có nguy hiểm đi chăng nữa, cũng chỉ là nguy hiểm mà thôi. Bổn tọa cam đoan, sớm muộn gì 148 miếng xương chí tôn kia cũng là của cậu. Nhưng cậu đừng có quên hiện tại chúng ta đang ở nơi nào. Đường Hạo theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong thành phố thần. Phủ thành chủ. Sắc mặt Đường Hạo nghiêm túc, cô ta sẽ nhúng tay. Lão quỷ trả lời, không biết nữa, nhưng nhìn trước mắt thì tốt nhất đừng đắc tội cô ta. Cô ta là tồn tại duy nhất có khả năng uy hiếp đến bổn tọa. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh. Không biết bao lâu sau, giọng nói của lão quỷ lại vang lên, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Người phụ nữ này rất ít lộ diện, lại càng không muốn nhúng tay chuyện bên trong thần giới. Trước mắt quan trọng nhất là cậu phải kết hôn với Lạc Khuynh Thành. Người phụ nữ này không hề đơn giản, trên người cô ấy có đại khí vận. Chỉ cần cậu chiếm lấy thân thể cô ấy, là có thể cướp đoạt khí vận cho mình dùng. Đường Hạo cau mày, lão quỷ, Lạc Khuynh Thành chính là đế nữ trong lời ông sao? Vì sao nhất định phải kết hôn? Tôi không thể trực tiếp đè cô ấy ra luôn à? Lão quỷ hừ nhẹ một tiếng, nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi. Đại khí vận há có thể mạnh mẽ cướp đoạt, nếu cậu trực tiếp đè cô ấy ra, làm không tốt còn có khả năng tổn thương đến khí vận của bản thân. Chỉ có thông qua môi giới hôn lễ, được trời đất cho phép mới có thể cướp đoạt khí vận của cô ấy. Diệp Bắc Minh thu hai tấm thiệp mời vào trong nhẫn chứa vật, Yên Nhi, cánh tay khôi phục như thế nào rồi? Cậu Diệp, cánh tay Yên Nhi đã khôi phục rất tốt. Vương Yên Nhi gật đầu, quả thực giống y như đúc cánh tay ban đầu, bản lĩnh của cậu thật là mạnh mẽ. Mặc dù cô ta không biết Diệp Bắc Minh làm được bằng cách nào, nhưng chắc chắn có liên quan đến một giọt tinh huyết kia. Diệp Bắc Minh tiến lên kiểm tra một phen, xác định Vương Yên Nhi không có việc gì, Tiêu Tiêu, cô tạm thời nghỉ ngơi chữa vết thương ở chỗ này. Đợi đến khi hồi phục rồi quay về Thái Dương Tông sau. Yên Nhi, cô sắp xếp cho cô ta một chỗ ở. Vâng, thưa cậu chủ. Vương Yên Nhi bất giác đổi giọng. Diệp Bắc Minh quay về phòng, chậm rãi lấy ra hai tấm thiệp mời, Tiểu Tháp, Lạc Khuynh Thành này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một hồi muốn gả cho Độc Cô Bá Đạo, lúc sau lại phải gả cho Đường Hạo. Trong lòng anh có hơi bực bội. Khó chịu. Mặc dù ẩn nấp rất kỹ, vẫn bị Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lập tức nhìn ra. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười một tiếng, nhóc, nếu cậu để ý cô ấy. Tự mình đi hỏi chẳng phải là được. Diệp Bắc Minh bật thốt, cô ấy muốn gả cho ai thì liên quan gì đến tôi chỉ để ý liệu thần hồn của đại sư tỷ tôi có thể trở về được hay không. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười, nhóc, cậu đừng tự lừa gạt mình nữa. Khoảnh khắc cậu trông thấy thiệp mời, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Người thu võ rất thẳng thắn, nhìn thẳng vào bản tâm của mình. Đàn ông để ý chính là để ý. Đừng đến lúc đó Lạc Khuynh Thành thật sự gả cho Đường Hạo, ngược lại trở thành tiếc nuối của cậu. Diệp Bắc Minh khẽ giật mình, thật ư. Điện Thần Hoàng. Lạc Khuynh Thành ngồi trước một tấm gương trang điểm lớn, sau lưng treo trăm chiếc váy cưới xinh đẹp. Thử từng chiếc một, Lạc Khuynh Thành nhìn bản thân trong gương. Tinh xảo. Ung dung. Lộng lẫy. Ngạo mạn. Trên gương mặt xinh đẹp Khuynh Quốc Khuynh Thành kia chỉ là không hề có nụ cười. Trước đây không lâu, một vị thánh tổ của Điện Thần Hoàng xuất quan, quyết định hôn lễ giữa cô ấy và Đường Hạo. Biểu cảm của Lạc Khuynh Thành rất bình tĩnh, cô ấy biết mình không có tư cách phản đối. Vì sao chứ, mình lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lúc Độc Cô Bá Đạo nói muốn trở thành bạn lữ song tu với mình, mặc dù mình đồng ý thì cũng không có cảm giác này. Lạc Khuynh Thành nhìn bản thân mình trong gương, rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu sư đệ. Đột nhiên. Chỗ sâu trong thần hồn vang lên một giọng nói, ngoại trừ tiểu sư đệ ra, tôi sẽ không gả cho bất kỳ kẻ nào. Bất kỳ kẻ nào. Chỉ chớp mắt. Trong đầu Lạc Khuynh Thành lóe lên bóng dáng của một thanh niên. Chính là Diệp Bắc Minh. Cô im ngay. Lạc Khuynh Thành gầm lên, muốn quên đi bóng dáng này. Càng muốn quên, dáng vẻ của Diệp Bắc Minh trong đầu lại càng trở nên rõ ràng, đi ra. Tất cả đều đi ra cho tôi. Một tay xé toang váy cưới trên người. Nha hoàn trong phòng kinh ngạc nhìn hết thảy.
Khuynh Thành, em sao vậy? Đường Hạo mỉm cười bước tới, em cảm thấy những bộ trang phục này đều không đẹp sao? Không sao cả, chúng ta còn có thời gian. Tôi bảo người ta chế tạo gấp gáp suốt đêm, nhất định có thể làm ra kiểu dáng em thích. Lạc Khuynh Thành quay đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông trước mắt. Cô ấy giật giật bờ môi, hít sâu một hơi, Đường Hạo, phụ nữ trong thiên hạ xinh đẹp hơn tôi còn nhiều lắm. Vì sao anh nhất định phải lựa chọn tôi? Tôi, không muốn gả cho anh. Nụ cười trên môi Đường Hạo cứng lại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, Lạc Khuynh Thành, tôi đã cho cô mặt mũi rồi, đừng có mà không biết xấu hổ. Cô thật sự cho rằng cô đẹp như thiên tiên sao? Tôi rất muốn cưới cô sao? Nghe được lời này, Lạc Khuynh Thành không những không hề tức giận. Ngược lại lại vui mừng. Cô ấy nhanh chóng mở miệng, được, nếu anh đã không thích tôi thì dễ làm rồi. Tôi tự mình đi nói cho Thánh Tổ, hủy bỏ hôn lễ của chúng ta. Tất cả đều do Lạc Khuynh Thành tôi gánh chịu. Nói xong, cô ấy nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Đôi mắt Đường Hạo trầm xuống, bước ra ngăn cản trước người Lạc Khuynh Thành. Anh ta duỗi tay bóp lấy cổ cô ấy, trong con người không hề có chút tình cảm nào, là người phụ nữ mà tôi muốn cưới, cô không muốn gả là có thể không gả. Một tay khác nâng lên, lòng bàn tay hiện ra quỷ khí màu đen. Quỷ khí hóa thành năm bộ xương khô nhỏ, lao về phần bụng của Lạc Khuynh Thành. Phụt, trong nháy mắt chui vào trong đan điền. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành trở nên tái nhợt, anh đã làm gì tôi? Thần lực của cô ấy biến mất toàn bộ. Giờ phút này, cô ấy chẳng khác gì một người phàm thông thường. Đường Hạo buông Lạc Khuynh Thành ra, vỗ vỗ gương mặt cô ấy như đối xử với thú cưng. Tôi đã phong tỏa đan điền của cô, trước khi kết thúc hôn lễ, cô không được đi bất cứ nơi nào cả. Nhớ kỹ, làm người phụ nữ của tôi là phải nghe lời. Anh ta quay người đi vài bước về phía cửa đại điện. Đột nhiên, dừng bước lại, quay đầu. Trong con ngươi lóe lên vẻ lạnh lẽo thấu xương. Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ trực tiếp giết chết cô. Lạc Khuynh Thành tuyệt vọng đứng tại chỗ mãi đến tận ban đêm. Tất cả tỷ nữ đều bị cô ấy đuổi đi. Lại đứng từ ban đêm đến sáng sớm. Cuối cùng, trong đầu Lạc Khuynh Thành hiện lên một bóng dáng, hiện tại chỉ có em có thể giúp chị. Nếu như chị mở miệng cầu xin giúp đỡ, em sẽ giúp chị sao? Cô ấy hít sâu một hơi. Lấy giấy bút viết xuống một phong thư. Sau đó gọi đến người thân cận nhất với mình, người đâu, đưa phong thư này đến thành phố thần. Nhoáng cái đã qua 3 ngày. Bên ngoài điện thần hoàng, trăm dặm hồng trang. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh, gần như từng cái cây đều được treo đèn lồng đỏ. Vô số thế lực tụ họp tại bên ngoài điện thần hoàng, bất luận là thần tông đứng đầu hay là gia tộc, tông môn phổ thông tầm thường, tất cả đều chen phá đầu giành giật một tấm thiệp cưới. Không có thiệp mời. Chỉ có thể đứng ở trên bậc thang bên ngoài điện thần hoàng, nhón chân ngó nghiêng nhìn bên trong. Biết rõ không nhìn thấy gì cả. Vẫn có vô số người làm không biết mệt. Tông chủ Độn Thế Thần Tông đến. Các chủ Thất Tinh Các đến. Chủ nhân Thần Cung Lục Đạo đến. Tông chủ Trấn Hồn Tông đến. Độc Cô Bá Đạo đứng ở cửa điện thần hoàng, nghênh đón khách khứa lui tới. Giờ phút này, sắc mặt Độc Cô Bá Đạo khá khó coi. Tất cả mọi người điện thần hoàng đều biết, Lạc Khuynh Thành là người phụ nữ ông ta đã nhìn chúng, nhưng lúc này lại bị người từng là đồ đệ cướp đi. Mà ông ta còn bị Đường Hạo sắp xếp đi đón khách ở cửa chính điện thần hoàng. Nhục nhã trần trụi, tông chủ Vạn Thần Tông đến, quốc sư Thanh Huyền Tử Thần Quốc Đại Ngụy đến. Hai bóng người sóng vai đi tới, sau lưng dẫn theo một đám người mênh mông. Độc Cô Bá Đạo gật gật đầu với hai người. Ánh mắt ba người tiếp xúc một lát, vừa chạm liền tách ra. Tông chủ Thái Dương Tông Diệp Bắc Minh đến. Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến hiện trường vốn nhốn nháo lập tức yên tĩnh lại. Tạch, tạch, tạch. Vô số người đồng thời quay đầu, ánh mắt khóa chặt thanh niên ở cuối đám người. Anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Tông chủ Thái Dương Tông, thiên chi kiêu tử trong cơ thể có hơn 100 mảnh xương chí tôn. Không chỉ như thế. Thực lực luyện đan của anh ta còn ở trên đan tông cấp 9. Thật trẻ tuổi, thật là trẻ tuổi. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh xuất hiện, anh lập tức trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người nghị luận về anh. Tiền bối cuồng đan cũng ở đây, ông ta thật sự gia nhập Thái Dương Tông. Cả cô nàng nhà họ Vương kia nữa. Nhà họ Vương vốn là một gia tộc bình thường, dựa vào Thái Dương Tông song bay lên luôn.
Người đàn ông trung niên và cô bé kia là ai? Chưa từng thấy bao giờ, ánh mắt rất nhiều người rơi xuống người Vạn Lăng Phong và Tiêu Tiêu. Sau này những người này sẽ đại diện cho Thái Dương Tông, đương nhiên cần lộ mặt. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Diệp Bắc Minh mang theo Vương Yên Nhi, Cuồng Đan, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu đi tới. Đám người chủ động tránh ra một con đường. Thằng chó đẻ này. Khóe mắt Độc Cô Bá Đạo co giật. Nhớ đến thực lực khủng bố của Diệp Bắc Minh, thân thể ông ta không kìm được mà run lên. Diệp Bắc Minh đi tới từng bước một, đi thẳng đến cửa chính điện thần hoàng mới dừng lại bước chân, cười như không cười nhìn Độc Cô Bá Đạo, tôi đáng sợ như thế sao? Ông đang run đấy à? Cậu! Đôi mắt Độc Cô Bá Đạo tràn ngập tức giận, thằng nhóc kia, mày giết con tao, thù này không đội trời chung. Hôm nay nếu không phải là ngày vui của điện thần hoàng, tao chắc chắn sẽ giết mày. Thật sao? Ha ha ha! Diệp Bắc Minh cười to ba tiếng, không nhìn Độc Cô Bá Đạo, trực tiếp tiến vào điện thần hoàng, tạm thời gửi đầu của ông trên cổ ông đã, có rảnh tôi sẽ hái nó xuống. Xung quanh rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người tại đó kinh ngạc nhìn theo. Đã từng nghe nói Diệp Tông Chủ rất ngông cuồng, lại không ngờ ngông cuồng tới vậy. Độc Cô Bá Đạo gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Bắc Minh, đôi mắt đỏ lên như thể nhỏ ra máu. Bước vào trong quảng trường của Điện Thần Hoàng, nơi đó đã kín người. Hàng ngàn hàng triệu tông môn tụ họp lại, liếc nhìn lít nha lít nhít toàn là đầu người. Diệp Bắc Minh dẫn theo mọi người ngồi xuống. Vô số ánh mắt nhìn qua, anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Nghi hoặc, kinh ngạc, sửng sốt, nghiêm nghị, tham lam, đủ loại ánh mắt lập lòe. Vương Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu không quá tự tại, bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn. Trái lại, Cuồng Đan sớm thành thói quen. Tới gần giữa trưa, một lão già mặc áo bào màu xanh bước ra, leo lên đài cao đã dựng sẵn, đã đến giờ lành, cho mời cô dâu, chú rể. Pháo mừng đúng lúc vang lên. Dưới ánh nhìn của muôn người, Đường Hạo và Lạc Khuynh Thành chậm rãi đi ra. Lạc Khuynh Thành vô cùng thấp thỏm, em ấy có đến không? Trong thư mình đã viết rất rõ ràng. Nếu em ấy không đến thì phải làm sao bây giờ? Mà dù em ấy có đến thật, liệu có thể ngăn cản hôn lễ này không? Trong lòng ngẫm nghĩ, đột nhiên, con ngươi Lạc Khuynh Thành hung hăng co lại. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đang ngồi ở bàn khách khứa bên dưới. Em ấy đã tới, nhưng em ấy là khách của hôn lễ. Một chút may mắn cuối cùng còn lại của Lạc Khuynh Thành. Không còn sót lại gì. Ha ha, em nhận được thư của chị, nhưng nếu em lại ngồi ở bàn cho khách, chị biết thái độ của em rồi. Cũng đúng, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, chị không thể yêu cầu em làm cái gì. Trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Đường Hạo tất nhiên cũng phát hiện Diệp Bắc Minh, anh ta vừa hơi bất ngờ vừa âm thầm buồn cười, ha ha, Diệp Bắc Minh này rất thức thời đấy. Nếu anh ta có thể chủ động dâng lên xương chí tôn, nói không chừng mình sẽ tha cho anh ta một mạng. Lão già áo xanh chủ trì hôn lễ lên tiếng, điện thần hoàng một không bái trời, hai không bái đất. Trên không thiên thần, dưới không quỷ thần. Mời người trong thiên hạ chứng kiến, Đường Hạo, Lạc Khuynh Thành lấy võ đạo kết duyên, hôm nay thuận tiện lấy võ đạo làm tên. Lão già áo xanh cầm một quyển trục cổ xưa trong tay, nhìn xung quanh, nếu như không có phản đối, lão phu tuyên bố hai người kết làm vợ chồng. Đột nhiên, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tôi phản đối. Ai dám nói lung tung ở thời điểm này vậy? Điên rồi sao? Hiện trường chấn động, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Giọng nói này là... Lạc Khuynh Thành bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt vốn tuyệt vọng hiện lên sự vui mừng nồng đậm. Một thanh niên bỏ qua ánh mắt của mọi người, chậm rãi đi vào quảng trường tổ chức hôn lễ. Diệp Phong. Cô ấy nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt kia, trong mắt hiện lên hơi nước. Kích động phát khóc. Chờ chút đã. Diệp Phong. Thế ngồi ở dưới kia là ai? Lạc Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Bắc Minh theo bản năng, chỉ thấy anh vẫn đổ sộ ngồi trên ghế khách quý, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên. Lạc Khuynh Thành hơi há miệng nhỏ, hả? Này, đây là tình huống gì? Diệp Phong là ai? Thằng này chui ra từ lỗ nào vậy? Rất nhiều người của các tông môn hồ đồ nhìn quanh. Tông chủ Vạn Thần Tông và Thanh Huyền Tử nghi hoặc nhìn về phía Độc Cô Bá Đạo, người sau lắc đầu, xem trước đi đã rồi nói. Khóe mắt lại lén lún liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Rồi nhìn Diệp Phong.
chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Diệp Phong và Diệp Bắc Minh không phải là một người. Nếu là cùng một người, sao hai người này lại đồng thời xuất hiện? Trong đám người, khuôn mặt Vương Yên Nhi cũng ngập tràn nỗi khó hiểu. Cô ta và Lạc Khuynh Thành là hai người duy nhất có thể khẳng định Diệp Bắc Minh và Diệp Phong là cùng một người. Nhưng giờ phút này, hai người lại đồng thời xuất hiện, khiến Vương Yên Nhi bối rối. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Vương Yên Nhi nhỏ giọng hỏi thăm. Diệp Bắc Minh quay đầu cười một tiếng, đừng hỏi, trò hay còn ở phía sau. Dạ được. Vương Yên Nhi chỉ có thể kiềm chế một bụng nghi hoặc. Trên đài cao, hai mắt Đường Hạo lạnh lẽo, Diệp Phong, cậu thật đúng là dám đến. Tôi đã chuẩn bị vị trí sẵn cho cậu rồi, hôm nay là hôn lễ của tôi và sư phụ cậu. Ngoan ngoãn ngồi xem hết đi đã, chuyện của chúng ta sẽ chậm rãi thanh toán sau. Đường Hạo chỉ vào một vị trí gần trước ở khu ghế khách quý. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Anh dùng dáng vẻ Diệp Phong xuất hiện chính là để gây sự, có phải là anh điếc rồi không? Vừa rồi tôi đã nói là tôi phản đối. Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tạch! Ánh mắt mọi người gắt gao khóa chặt Diệp Bắc Minh trên đài cao. Mí mắt giật mạnh. Đây chính là lễ thành hôn do Điện Thần Hoàng chủ trì, thằng này lại dám gây chuyện vào đúng thời điểm này. Tuyệt đối là điên rồi. Đường Hạo ngăn chặn lửa giận trong lòng. Tôi với sư phụ cậu kết hôn, sư phụ cậu cũng không phản đối, cậu thì có tư cách gì phản đối? Diệp Bắc Minh thốt ra lời kinh người, sư phụ tôi xinh đẹp như vậy, tôi cũng muốn cưới cô ấy, không được sao? Đậu má! Thằng này nói cái đéo gì cơ? Anh ta muốn cưới sư phụ mình. Cầm thú, thật là cầm thú. Nơi nơi oanh động, tiếng nghị luận bộc phát như núi lửa. Chủ nhân các tông môn ở đây trừng to mắt như rớt cả tròng trắng ra ngoài. Có thể tưởng được câu nói này của Diệp Bắc Minh lực sát thương lớn như thế nào. Sao lại là cầm thú? Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, tôi cảm thấy cậu Diệp Phong rất đẹp trai. Tình yêu vi phạm lẽ thường với sư phụ, ngẫm lại liền kích động. Một vài nữ võ giả hiện lên vẻ si mê trên khuôn mặt. Tông chủ Vạn Thần Tông sợ hãi nhìn Độc Cô Bá Đạo, Độc Cô Huynh. Đây cũng là một tiết mục sao? Thanh Huyền Tử nhìn Độc Cô Bá Đạo thật sâu, mối quan hệ trong quý điện thật là loạn. Chẳng phải Lạc Khuynh Thành là người phụ nữ ông nhìn chúng sao? Tôi nhớ Đường Hạo là đệ tử của ông đúng không? Tông chủ Vạn Thần Tông bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là các ông có truyền thống này à? Khóe miệng Độc Cô Bá Đạo hung hăng run rẩy. Mẹ nó! Lão Phu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đường Hạo đứng chôn chân tại chỗ. Anh ta từng suy nghĩ vô số lý do Diệp Phong có thể lôi ra, chỉ có lý do này là không nghĩ tới. Lạc Khuynh Thành hồ đồ, đôi mắt đẹp trừng lớn, chiếc cằm thon mở to như thể muốn rớt xuống đất, em. Em ấy thích mình, thật hay giả vậy, đúng rồi, nhất định là giả. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, liệu có phải là giả vờ nói dối, trên thực tế lại đang kiếm cớ nói ra lời thật trong lòng thì sao? Lúc này, Diệp Bắc Minh nhìn Lạc Khuynh Thành, sư phụ, người có bằng lòng gả cho Đường Hạo không? Tôi không bằng lòng. Lạc Khuynh Thành gần như không hề do dự nói ra. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lạc Khuynh Thành, một cánh tay ôm lấy eo cô ấy. Lúc bấy giờ Đường Hạo mới phản ứng lại, mắt thấy Lạc Khuynh Thành đã bị Diệp Bắc Minh ôm vào trong ngực. Cậu muốn chết. Đường Hạo gào thét, sát ý ầm ầm bùng nổ. Một quyền đánh úp về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay đánh trả. Ầm. Tay hai người chạm vào nhau, hư không chấn động, một dòng khí mạnh mẽ bộc phát. Diệp Bắc Minh mang theo Lạc Khuynh Thành bay ra ngoài 7-8 bước, vững vàng dừng lại. Đường Hạo lại bay thẳng ra xa mấy chục bước, sắp sửa rơi từ trên sân hôn lễ xuống. Một lão già mặc áo bào xanh nhanh chóng bay rời, vỗ một chưởng vào sau lưng Đường Hạo, đẩy anh ta lên lại sân khấu. Hả? Lực lượng của người này còn mạnh hơn Đường Hạo. Rất nhiều tông chủ nhíu mày nhìn theo. Một số người lắc đầu, một quyền chưa thể nói lên điều gì, nhưng có thể nói kẻ này không hề yếu. Ngược lại là lão già áo xanh kia. Rất nhiều tông chủ hãi hùng khiếp vía nhìn về phía lão già áo xanh.
như đang nhìn vào vực sâu. Diệp Bắc Minh không đếm xỉa đến ánh mắt của mọi người, ngược lại nhìn Lạc Khuynh Thành hỏi, Thành Nhi, trước mặt nhiều người như vậy, em nói cho mọi người nghe, em có thích anh không? Hả? Thân thể Lạc Khuynh Thành run lên. Trái tim lập tức đập như hươu con nhảy loạn. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ ửng, ánh mắt cũng sáng lên. Người tinh tường vừa nhìn liền biết, giữa hai người này tuyệt đối có vấn đề. Mẹ nó! Kích thích! Khán giả dưới võ đài không ngừng dụi mắt. Không uổng công đến buổi hôn lễ hôm nay. Nói đi, thích anh không? Diệp Bắc Minh tỏ ra bá đạo nói. Dù sao anh hiện tại là Diệp Phong. Có ồn ào lớn hơn cũng không sợ. Lạc Khuynh Thành ma xui quỷ khiến gật nhẹ đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu, TH. Thích. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Ở đây đều là người tu võ, trừ phi dùng thần niệm truyền âm. Nếu không, dù giọng nói có nhỏ hơn nữa thì mọi người cũng đều nghe được. Thần tượng của chúng tôi. Tổ sư gia, lập tông môn đi, cầu xin ngài dạy tôi cách yêu đương. Vô số thanh niên suýt nữa quỳ xuống. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên, người trẻ tuổi, mặc dù những lão già chúng ta đã sớm mặc kệ thế sự, nhưng cậu làm thế này cũng đáng giận quá rồi. Âm thanh không nặng, nhưng lại làm cho người khác cảm như trái tim mình bị ai đó hung hăng bóp chặt một cái. Xung quanh lập tức im lặng. Tổ cảnh. Diệp Bắc Minh nhìn ông già áo xanh vừa nói chuyện, hơi thở trên người ông ta cường đại hơn cảnh giới thần hoàng đỉnh phong mấy lần. Nhưng lại yếu hơn Trịnh Thiên Quyết ở lưỡng giới sơn rất nhiều. Thành Nhi không tình nguyện gả cho Đường Hạo, cho dù ông là tổ cảnh cũng không thể cưỡng ép em ấy gả cho Đường Hạo được, Diệp Bắc Minh không sợ hãi chút nào đáp lại. Ngữ khí của ông già áo xanh không có chút dao động nào, lời nói vô căn cứ. Hôn ước đã định, người thu võ trong thiên hạ tề tụ tại điện thần hoàng để chứng kiến, há có thể tùy ý sửa đổi. Còn chưa kể đến giữa sư đồ các ngươi lại ồn ào chuyện bê bối thế này, hôn lễ hôm nay lão phu không muốn sát sinh. Cậu tự phế đan điền, chém một tay một chân, quỳ bò ra khỏi điện thần hoàng là được. Giọng điệu bình thản, mà lại cứ như thánh chỉ, khiến cho người khác không dám có chút suy nghĩ phản kháng nào. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành trắng bệch, thánh tổ, đừng mà. Tất cả chuyện này đều do tôi gieo gió gặt bão. Xin ngài đừng trách phạt Diệp Phong. Ông già áo xanh quát lạnh một tiếng, cô còn chưa chịu quay lại. Bản tổ coi trọng cô như vậy, thế mà cô lại gây ra bê bối như này. Lạc Khuynh Thành lập tức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thánh tổ, chỉ cần ngài đồng ý buông tha cho Diệp Phong, tôi gả cho Đường Hạo là được. Bù! Ánh mắt mọi người rơi vào người Đường Hạo. Đường Hạo tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Gào thét như chó điên, đệt. Cô xem ông đây là cái gì? Thánh tổ, tôi muốn hai kẻ đê tiện này cùng phải chết. Ông già áo xanh lạnh lùng gật gật đầu, nếu cậu đã nói chuyện, vậy thì làm như thế đi. Một giây sau. Trên người ông già áo xanh tản ra một hơi thở kinh khủng, hơi thở cuồn cuộn tỏa ra, toàn bộ điện thần hoàng đều rung động. Ầm, ầm, ầm. Sân khấu hôn lễ nổ tung vang dội. Hóa thành những mảnh vụn bay đầy trời tại dưới sức mạnh của ông già áo xanh. Chỉ thấy năm ngón tay của ông già áo xanh hơi bóp lấy hư không, phép tắc sức mạnh ngưng tụ, nghiền ép lên hai người Diệp Bắc Minh và Lạc Khuynh Thành. Tiểu tháp, chuẩn bị ra tay. Trong mắt Diệp Bắc Minh là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có. Tiếng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, không cần bản tháp phải ra tay, có người tự khắc sẽ xuất thủ. Có ý gì? Diệp Bắc Minh sững sờ. Bỗng nhiên. Thật là ngại quá, người ta tự do yêu đương, lão già nhà ông nhiều chuyện như vậy làm gì? Quấy rầy hứng thú của bản tiểu thư. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Ông già áo xanh nhìn khắp bốn phía, thế mà lại không phát hiện ra vị trí của người này. Ai đó, dám giả thần giả quỷ ở điện thần hoàng. Cút ra đây cho bản tổ. Ông ta quát to một tiếng. Ô ngôn uế ngữ, làm bẩn lỗ tai bản tiểu thư, nên đánh. Bốp! Ngay sau đó là một tiếng vang giòn giã truyền đến. Ông già áo xanh kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, khi trên không trung còn phun ra một ngụm máu tươi.
lại loảng xoảng một tiếng đập mạnh xuống đất, nền gạch nổ tung, cát bụi bay lên mù mịt. Đợi đến khi bụi mù tán đi, ông già áo xanh chật vật đứng lên. Trên mặt xuất hiện dấu năm đầu ngón tay mảnh khảnh. Cái này. Đám người trên quảng trường toàn thân cứng ngắc, cảm thấy phía sau như có ngọn gió lạnh thổi vù vù. Là ai làm, vị tiền bối nào ở đây? Ông già áo xanh là tổ cảnh đấy. Là ai cách không đánh ông ta một bạt tay? Kinh khủng nhất là ngay cả bóng người cũng không hề lộ diện. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh và Tháp Càn Khôn Trấn Ngục Công hưởng ý thức, ánh mắt tập trung nhìn về một phương hướng nào đó trong hư không. Chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng ngồi khoanh chân, trốn trong hư không, đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư, há lớn miệng ăn đồ ăn vặt. Diệp Bắc Minh giật mình, ngoá, cô ta trốn ở trong hư không. Hả? Lúc này, thiếu nữ thả đồ ăn vặt trong tay xuống, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Bắc Minh, anh ta phát hiện ra mình rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, tiểu tử, đừng để lộ. Diệp Bắc Minh lập tức đổi vị trí khác, quan sát một lúc khoảng không bên cạnh thiếu nữ. Ngay sau đó, anh lại đổi mấy phương hướng nữa. Giống như là đang cẩn thận tìm kiếm vị trí của thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ mới yên tâm, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Cô ta còn hơi hừ lạnh một tiếng, hừ, mình đã nói rồi, mặc dù anh ta có chút năng lực, nhưng sao có thể phát hiện ra chỗ ẩn thân của bản tiểu thư. Mọi người vẫn còn đang xôn xao như cũ. Tông chủ Vạn Thần Tông hít sâu một hơi, Độc Cô Huynh, đây là tình huống gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Lão Phu cũng không biết, gương mặt Độc Cô Bá Đạo mờ mịt. Khuôn mặt già nua của Thanh Huyền Tử nghiêm nghị, quay đầu liếc nhìn Tông chủ Vạn Thần Tông, tôi đã đoán được cô ấy là ai rồi, không ngờ cô ấy cũng tới đây. Ai? Con người Tông chủ Vạn Thần Tông co lại. Người Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, Trấn Hồn Tông ảo ảo nhìn qua. Độc Cô Bá Đạo hỏi dồn dập, đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là ai? Thanh Huyền Tử hít sâu một hơi, ngoại trừ cái vị không dính khói lửa trần gian kia thì còn có thể là ai? Độc Cô Bá Đạo há miệng, ông nói là, cái vị ở thành phố thần. Hít! Các đại tông chủ chấn động, kinh hãi đến mức không thể động đậy. Không biết Nghê Hoàng tiền bối giáng lâm, vừa rồi Đoạn Thiên Tuyệt lỡ lời, xin Nghê Hoàng tiền bối thứ tội. Lão già áo xanh cũng đoán ra thân phận cẩu thiếu nữ. Không do dự nữa, ông ta cúi đầu 90 độ với không khí, nói xin lỗi. Nghê Hoàng, người đứng đầu thành phố thần tên Nghê Hoàng. Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong lòng, nếu như mọi người biết Đường Đường là người đứng đầu thành phố thần, lại là một thiếu nữ chưa trải sự đời, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Càng đừng nói là vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem kịch. Nghĩ tới đây, Diệp Bắc Minh cảm thấy có hơi buồn cười. Nghê Hoàng đặt món đồ ăn vặt trong tay xuống, làm bộ hắng giọng một cái, bản tiểu thư đại nhân đại lượng, nếu ông đã nhận sai rồi thì bỏ qua đi. Tôi thấy Diệp Phong và Lạc Khuynh Thành lưỡng tình tương duyệt, các người cũng không nên cầm gậy đánh uyên ương. Không phải tất cả đàn ông đều dám vì tình mà ra tay, Diệp Phong dám ra tay trước mặt mọi người đã là mạnh mẽ hơn rất nhiều người rồi. Khuôn mặt già của Đoạn Thiên Tuyệt nóng bừng lên. Không dám có chút ý muốn phản bác nào. Ông ta chỉ có thể phun ra một chữ, được. Gương mặt Đường Hạo tràn đầy vẻ lạnh lùng, chủ nhân thành phố thần đã mở miệng, với thực lực của anh ta hiện tại, anh ta không dám đắc tội. Đường Hạo chỉ có thể từ bỏ. Đột nhiên, giọng nói của lão quỷ trong đan điền anh ta vang lên, Đường Hạo, mau phản bác cô ta. Cái gì? Đường Hạo giật mình. Lão quỷ nhanh chóng nói, tôi bảo cậu phản bác lại Nghê Hoàng, người phụ nữ này cực kỳ cao ngạo, ánh mắt cũng rất cao. Người phụ nữ của cậu bị cướp, thế mà ngay cả một cái giấm cậu cũng không dám thả một cái. Lần sau cậu đi thành phố thần muốn chào hỏi cô ta, cậu cảm thấy cô ta có muốn gặp cậu không? Đi lối riêng mới có một cơ hội. Cái này, trong lòng Đường Hạo có hơi sợ hãi. Anh ta sợ hãi. Lão quỷ, Nghê Hoàng chỉ cần một bàn tay đã có thể đánh bay lão tổ Đoạn Thiên Tuyệt, tôi đi phản bác cô ta. Nếu cô ta nổi giận rồi giết tôi thì làm sao bây giờ? Ông có thể đỡ nổi không? Sau khi do dự, Đường Hạo mở miệng. Lão quỷ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát,
Đường Hạo, trong khoảng thời gian này, tôi đã sai chuyện gì chưa? Tin tôi đi, phản bác cô ta đối với cậu mà nói nhất định sẽ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Được rồi. Sau khi Đường Hạo trả lời lại, trước mặt mọi người gào thét một tiếng, tôi không phục. Hai mắt anh ta đỏ bừng, mang theo phẫn nộ và bất khuất. Kỹ năng diễn xuất xứng đáng 10 điểm. Gương mặt già của Đoạn Thiên Tuyệt biến sắc, dùng một tay bịt miệng Đường Hạo, trước mặt Nghê Hoàng tiền bối, cậu nói hưu nói vượn cái gì thế? Còn không im ngay cho tôi. Đường Hạo không ngừng giãy giụa, con ngươi đỏ bừng. Chỉ tiếc. Thực lực của Đoạn Thiên Tuyệt quá mạnh, một chữ anh ta cũng không nói nên lời. Đúng lúc này. Giọng của Nghê Hoàng vang lên, buông anh ta ra, để cho anh ta nói. Đoạn Thiên Tuyệt chỉ có thể buông Đường Hạo ra. Lạc Khuynh Thành đồng ý gả cho tôi, hôm nay lại đột nhiên đổi ý. Dựa vào đâu chứ? Nghê Hoàng tiền bối, cô nói hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, vậy còn tôi thì sao? Chẳng lẽ tôn nghiêm của Đường Hạo tôi đáng bị người ta giẫm trên mặt đất, hung hăng nghiền nát sao? Thực lực của ngài đúng là rất mạnh, thế nhưng Đường Hạo tôi không muốn cứ nhận thua như vậy. Rõ ràng tôi không yếu hơn Diệp Phong bao nhiêu, dựa vào cái gì mà tôi phải chịu sự khuất nhục này? Dựa vào cái gì? Đường Hạo kìm nén sự phẫn nộ trong nội tâm, nói từng câu từng chữ. Anh ta tỏ ra vô cùng uất ức, không phục. Nghê Hoàng nhìn thật sâu vào Đường Hạo một lúc, lại dám phản bác bản tiểu thư, coi như anh có chút chính trực. Nếu anh không phục, bản tiểu thư cho anh một cái cơ hội, anh muốn như thế nào? Quả nhiên. Đường Hạo vui mừng trong lòng, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh, tôi muốn đấu một trận công bằng với anh ta. Người thắng, cưới Lạc Khuynh Thành. Người thua, thần hồn câu diệt. Nghê Hoàng tán thưởng một câu. Đúng là một người chính trực. Diệp Phong, anh có bằng lòng hay không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi từ chối. Hả, anh sợ à? Nghê Hoàng có hơi thất vọng. Đường Hạo ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha, Diệp Phong. Anh đúng là một chút gan cũng không có. Lúc ở khu thí luyện, không phải anh rất ngông cuồng sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi có thể chấp nhận lời khiêu chiến của anh. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không lấy Khuynh Thành làm tiền đặt cược. Cô ấy là một người, không phải một món đồ. Bất kể là sống hay chết, tôi hy vọng Khuynh Thành có thể tự mình lựa chọn sẽ gả cho ai. Thân thể mềm mại của Lạc Khuynh Thành run lên, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Nếu như tất cả những chuyện vừa rồi đều có thể là gặp dịp thì chơi, nhưng những lời vừa rồi của Diệp Bắc Minh đã thật sự chọc vào sâu trong trái tim cô ấy. Cô ấy là một người, không phải một món đồ. Nghê Hoàng sững sờ một lúc, món đồ ăn vặt trong tay rơi xuống ghế thái sư. Cô ta trầm mặc hồi lâu, ánh mắt khi nhìn Diệp Bắc Minh dịu dàng hơn ba phần, được. Tôi đồng ý với anh. Bất kể ai thua ai thắng trận chiến này, gả cho ai đều do chính Lạc Khuynh Thành quyết định. Tay ngọc nhỏ dài vung lên. Một sức mạnh từ hư không đánh tới. Bù. Sân khấu hôn lễ vốn bị Đoạn Thiên Tuyệt đánh thành mảnh vụn, từng mảnh vụn bay lên. Thế mà chúng nó lại kết hợp theo vị trí cũ, trở về hình dáng ban đầu. Nghê Hoàng mở miệng, các người lên đài đánh một trận đi. Độc Cô Bá Đạo, tông chủ của Vạn Thần Tông, Thanh Huyền Tử, còn có chủ của các đại tông môn, tất cả đều ngây người. Thế này cũng quá kỳ dị rồi. Sân khấu hôn lễ sân khấu biến thành võ đài ư. Đường Hạo sải bước đi, lập tức lên đài, Diệp Phong, tôi chắc chắn sẽ nghiền nát toàn bộ xương cốt trong người anh. Nếu như tôi là anh, hiện tại quỳ xuống xin tha, nói không chừng tôi sẽ mở lòng từ bi tha cho mạng chó của anh. Diệp Bắc Minh giẫm chân một cái, trực tiếp leo lên võ đạo đài. Nghê Hoàng phun ra một câu, bắt đầu. Trong mắt Đường Hạo là sát ý cuồng bạo, thần lực trong cơ thể sôi trào, phóng là một chỉ đầu tiên, tiệt thiên chỉ. Trong chốc lát, phép tắc sức mạnh nổ vang. Phù văn xuất hiện đầy trời, ngưng tụ thành một bàn tay thiên thần đánh thẳng về phía đầu Diệp Bắc Minh. Vừa ra tay đã là phép tắc sức mạnh cụ tượng hóa, thật sự là thủ đoạn khủng khiếp. Tông chủ của Vạn Thần Tông quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Phách nói, Độc Cô huynh, đồ nhi này của ông được dạy nên thế nào vậy? Độc Cô Bá Đạo tỏ ra kinh ngạc nói, tôi cũng không biết thủ đoạn này.
Lông mày Thanh Huyền Tử nhíu lại, từ thủ đoạn của Đường Hạo có thể nhìn ra, cậu Diệp Phong này chỉ sợ không phải là đối thủ của anh ta. Tôi thấy chưa chắc, Diệp Phong đó không hiển sơn không lộ thủy, dám một mình đến Điện Thần Hoàng, chẳng lẽ không có một chút thủ đoạn nào ư? Tông chủ của Vạn Thần Tông lắc đầu. Hừ. Thanh Huyền Tử hừ lạnh một tiếng, hay là chúng ta đánh cược đi? Đánh cược như thế nào? Tông chủ của Vạn Thần Tông hào hứng nói. Thanh Huyền Tử cười một tiếng, nếu Diệp Phong thắng, bản quốc sư cho ông một bức bản đồ kho báu trong bí cảnh thượng cổ. Trong lòng tông chủ của Vạn Thần Tông khẽ động, ông ta nói, nếu Diệp Phong thua thì sao? Cho bản quốc sư vào đài ngưng thần của quý tông nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, Thanh Huyền Tử cười nói. Tông chủ của Vạn Thần Tông hừ lạnh một tiếng, quốc sư quả nhiên tính toán hay lắm, nhưng nể mặt bản đồ bí cảnh thượng cổ, tôi cược với ông phen này. Ngay tại lúc đó, trên võ đài, bàn tay thiên thần nghiền ép mà đến. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, 5 ngón tay khẽ chụp lấy bàn tay thiên thần đang rơi xuống, đột nhiên dùng sức. Ầm. Bàn tay thiên thần sụp đổ, hóa thành vô số phù văn rồi tiêu tán. Vẫn chưa hết. Diệp Bắc Minh đồng thời đấm ra một quyền, sát ý lạnh như băng ngưng tụ thành thực chất. Một con rồng từ sát ý bắn thẳng vào cơ thể Đường Hạo, anh ta ra tay chống đỡ, trên võ đài phát ra một tiếng nổ nặng nề. Đường Hạo lập tức bị bắn tung bay ra ngoài, nện xuống biên giới của võ đài. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, anh ta suýt chút nữa đã rơi khỏi võ đài. Hiện trường xôn xao một hồi. Cái này! Thanh Huyền Tử hé miệng, cảm giác giống như bị người ta tát mạnh cho một cái. Tông chủ của Vạn Thần Tông mỉm cười, xem ra Diệp Phong sắp thắng rồi, tôi đành nhận lấy bản đồ bí cảnh thượng cổ của ông vậy. Không đúng, Đường Hạo vẫn chưa thua. Thanh Huyền Tử lắc đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Hạo trên võ đài. Chỉ thấy Đường Hạo chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt là sự lạnh lẽo thấu xương, tiểu tử, là tôi xem thường anh rồi. Vừa rồi mới chỉ là món khai vị thôi, xem thực lực thực sự của tôi đây. Sắc mặt Đường Hạo dữ tợn, anh ta gầm nhẹ một tiếng, Thương Long biến. Growl. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Cơ thể Đường Hạo vang lên âm thanh lốp bốp giòn giã, máu thịt trong cơ thể gần như trở nên trong suốt. Con người của đám người dưới đài co rút lại, chỉ thấy trong cơ thể Đường Hạo, 6 khối xương chí tôn trong suốt phóng ra một chùm sáng vàng. Đồng thời còn mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm. Đây là, hít. Một vị lớn tuổi trong thất tinh các trường to mắt, kích động khoa tay múa chân, Long Cốt Chí Tôn. Đây là Long Cốt Chí Tôn. Lời này vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vô số tầm mắt dồn dập nhìn qua. Trần trưởng lão, ngài nói cái gì? Long Cốt Chí Tôn, làm sao có thể? Đúng vậy. Long Cốt Chí Tôn là xương chí tôn tổ long sau khi vẫn lạc để lại, mỗi khối đều vật hiếm thấy trên thế gian, Đường Hạo thế mà con mẹ nó có 6 khối, tông chủ của Vạn Thần Tông suýt chút nữa là nhảy dựng lên, không cá cược, tôi không cá cược nữa. Như này thì thắng thế nào? Khuôn mặt già của Thanh Huyền Tử đỏ bừng, lão ta cười to, ha ha ha, có chơi có chịu. Thân là tông chủ Vạn Thần Tông, sao có thể nói không giữ lời? Khóe miệng tông chủ của Vạn Thần Tông co giật, đây chính là Long Cốt Chí Tôn đấy. Còn mẹ nó tận 6 khối. Đồng thời vận dụng 6 khối Long Cốt Chí Tôn, ít nhất phải có sức chiến đấu gấp 10 lần cảnh giới thần hoàng đỉnh phong bình thường. Diệp Phong làm sao mà thắng được? Đúng vậy. Diệp Phong làm sao có thể thắng? Không chỉ có mỗi lão ta, tất cả mọi người ở đây đều có chung suy nghĩ ấy trong lòng. Trên mặt Lạc Khuynh Thành tràn đầy lo lắng, cô ấy nhìn chằm chằm vào võ đài. 10 đầu móng tay đâm vào da thịt, máu tươi chảy ra cũng không cảm nhận được. Tiểu tử, hưởng thụ cho tốt đi. Đường Hạo lao đến như mãnh thú, 10 ngón tay đan chặt, nâng lên cao quá đỉnh đầu, hung hăng nện về phía Diệp Bắc Minh. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn. Võ đài dưới chân Diệp Bắc Minh vỡ vụn thành từng mảnh, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Bù. Một trận pháp che chắn xuất hiện dưới chân Diệp Bắc Minh, ngăn anh tiếp tục rơi xuống. Đây là trận pháp Nghê Hoàng bố trí khi trùng kiến võ đài, nếu không,
võ đài dựng bằng gỗ bình thường chỉ sợ sẽ hóa thành bột mịn ngay khi hai người vừa đánh nhau. Làm sao có thể? Ý cười trên gương mặt già của Thanh Huyền Tử cứng đờ. Hít, tông chủ của Vạn Thần Tông đứng một bên hít sâu một hơi. Ông trời ơi! Chủ những tông môn khác kinh hô một tiếng, trong mắt bị kinh hãi đến kém chút nữa là nhảy ra ngoài, làm sao có thể? Chỉ thấy Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, chỉ dùng một tay đã chặn được sức mạnh hai tay hợp kích của Đường Hạo. Quan trọng nhất chính là, đó là sức mạnh do mẹ nó sáu khối long cốt chí tôn bộc phát đấy. Thế mà anh chỉ dùng một tay là có thể đỡ được. Hai người này đến cùng là ai, con mẹ nó nghịch thiên hơn? Lạc Khuynh Thành há miệng nhỏ, cơ thể mềm mại không ngừng run rẩy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, miệng há lớn thở dốc. Diệp Bắc Minh thất vọng lắc đầu, đây là thực lực thật sự của anh. Một tay khác đấm ra một quyền. Rầm. Đường Hạo với vẻ mặt đau khổ bay ra ngoài, nơi đan điền truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt khiến anh ta suýt chút nữa bất tỉnh. Cẩn thận. Nếu không phải lão quỷ ở chỗ sâu trong đan điền khẽ quát một tiếng. Quỷ khí đầy trời bạo phát đi ra ngăn cản phần lớn sức mạnh của một quyền này. Chỉ sợ Đường Hạo sẽ bị quyền này đánh chết tươi. Cho dù có lão quỷ hỗ trợ, Đường Hạo vẫn bị bay ra ngoài mấy chục mét. Mắt thấy sắp bị rớt khỏi võ đài, Đường Hạo gầm nhẹ một tiếng, một cái tay cắm sâu xuống sàn võ đài, tạo ra một cái rãnh sâu hóm trên mặt sàn. Rốt cục cũng dừng lại ở biên giới võ đài. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường điện thần hoàng chìm trong yên tĩnh như đã chết. Hai lần. Diệp Phong thế mà đánh cho Đường Hạo suýt chút nữa rơi xuống võ đài hai lần. Đường Hạo đứng tại biên giới võ đài, hai mắt đỏ như máu. Trong cổ họng anh ta phát ra âm thanh khàn khàn, tiểu tử, là anh ép tôi. Lúc đầu tôi chỉ muốn dùng sức mạnh của võ đạo để loại bỏ anh, nhưng xem ra anh đúng là một con kiến hơi mạnh một chút. Lão quỷ, sử dụng toàn lực cho tôi. Đường Hạo hoàn toàn nổi giận, cắn nuốt anh ta. Sức mạnh của người trước mắt khiến anh ta cảm nhận được sự uy hiếp, dù cho phải sử dụng sức mạnh của lão quỷ trước mặt mọi người, anh ta cũng không muốn để người này còn sống rời khỏi. Bù! Trong chốc lát, quỷ khí ngập trời lấy Đường Hạo làm trung tâm thoát ra bên ngoài. Cắn nuốt lan ra bốn phương tám hướng. Một số người thu võ đứng gần võ đài còn chưa phát hiện thấy nguy hiểm, quỷ khí vọt tới đụng vào cơ thể bọn họ trong nháy mắt. A, cơ thể của tôi! Tất cả đều kêu thảm một tiếng. Giống như là băng tuyết gặp phải ánh nắng, trong nháy mắt hòa tan thành một mảnh xương máu. Mau chạy đi. Cách xa võ đài. Tất cả mọi người lùi lại, rời xa võ đài. Lạc Khuynh Thành vô cùng nóng nảy, Nghê Hoàng tiền bối, Đường Hạo có thể sử dụng loại thủ đoạn này sao? Có phải anh ta làm trái quy tắc rồi không? Trong hư không? Nghê Hoàng cau mày. Với thực lực của cô ta vậy mà không thể nhìn thấu quỷ khí này. Nghê Hoàng còn chưa kịp mở miệng, Đoạn Thiên Tuyệt đã chắp tay trong hư không nói, tiền bối Nghê Hoàng, không có quy định cấm sử dụng quỷ khí khi bắt đầu chiến đấu, đúng không? Hơn nữa ngài cũng đã nhìn thấy, quỷ khí này là do Đường Hạo tạo ra, xem như là bản lĩnh cao cường của anh ta. Có nhiều người quan sát như vậy, đây có tính là vi phạm quy định không? Nghê Hoàng trầm mặt trong chốc lát. Đường Hạo cũng không vi phạm quy định, chúng ta chờ chiến đấu kết thúc đi. Diệp Bắc Minh vẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho quỷ khí đầy trời đang tấn công anh. Trong mắt mọi người, dáng vẻ của anh chính là đang bị dọa sợ. Diệp Phong, anh đang làm gì vậy? Mau chạy đi, Lạc Khuynh Thành bất chấp tất cả mà hét to lên, gần như lao đến. Đoạn Thiên Tuyệt tiến lên, đặt bàn tay gầy guộc của mình lên vai Lạc Khuynh Thành, ai bảo cô đi qua? Đứng lại. Khóe miệng Đường Hạo khóe hiện lên một tia kiêu ngạo, Diệp Phong, nếu anh biết tôi thì nhất định sẽ cho rằng bản thân như ếch ngồi đáy giếng ngắm trăng thôi. Anh ta còn đắc ý lắc đầu, đừng cố đoán thân phận của tôi, anh sẽ bị thương đấy. Diệp Bắc Minh cười đáp lại, nếu anh biết tôi thì sẽ như phù du gặp bầu trời. Tiểu Tháp, ông nhìn lâu như vậy mà vẫn không ra tay à? Được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Một giây tiếp theo, không có bất kỳ dấu hiệu nào, tất cả quỷ khí đều dừng lại, đứng yên lặng trong không trung. Sao lại thế này?
Đường Hạo có chút sửng sốt, anh ta kinh ngạc khi phát hiện thế giới yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả âm thanh đều biến mất. Không nhịn được quay đầu nhìn xung quanh võ đài. Không xem không biết, vừa liếc nhìn thoáng qua thì hoàn toàn bối rối. Chỉ thấy, hàng trăm ngàn người trên quảng trường đều bất động như tượng, trông cực kỳ quỷ dị. Độc Cô Bá Đạo há miệng, khiếp sợ nhìn trên võ đài. Tông chủ của Vạn Thần Tông không ngừng dụi mắt. Vẻ mặt của Thanh Huyền Tử đầy sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau cách xa quỷ khí. Mọi người của Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, Chấn Hồn Tông, Liễu Tố Tố, đám người Nguyễn Nguyệt Cầm đều duy trì động tác cứng ngắc. Lại nhìn Đoạn Thiên Tuyệt, giống như một pho tượng. Lạc Khuynh Thành bị ông ta giữ lại bằng một tay, không thể nhúc nhích. Dù là gió, mây hay không khí, mọi thứ đều bị đóng băng. Lão quỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Hạo nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy truyền âm. Giọng nói run rẩy của lão quỷ vang lên, ngưng đọng thời gian. Đây là ngưng đọng thời gian. Xem ra ông cũng có chút kiến thức. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên. Trong không gian và thời gian tĩnh lặng, vô cùng đột ngột, quỷ dị và dọa người. Anh! Đồng tử Đường Hạo co rụt lại, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, anh nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và lão quỷ. Sao có thể như thế được? Hai người trao đổi thông qua truyền âm, sao Diệp Phong có thể nghe thấy được? Diệp Bắc Minh lắc đầu, anh không cần phải biết. Một bước đi đến trước mặt Đường Hạo, giơ tay về phía đan điền của Đường Hạo và nắm lấy. Xẹt! Trực tiếp xuyên thấu đan điền. A! À. Sắc mặt của Đường Hạo lập tức tái nhợt, đau đớn điên cuồng kêu thảm thiết, đan điền của tôi, ôi không! Đan điền của tôi đã bị phá hủy. Lão quỷ, giết anh ta cho tôi. Một giây kế tiếp, một cảnh tượng khiến Đường Hạo càng tuyệt vọng hơn xuất hiện. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh lại từ trong đan điền của anh ta lấy ra một tòa nhà quỷ màu đen hung dữ, tiểu tháp, cắn nuốt nó đi. Một sức mạnh tấn công tới. A, à, đừng, đại nhân, tôi biết lỗi rồi. Tiếng kêu thảm thiết của lão quỷ phát ra từ ngôi nhà quỷ, đột nhiên im bặt. Ngôi nhà quỷ màu đen trong tay biến thành một vật thể trong suốt. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, tiểu tháp, đây là thứ gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, vật này tên là tảng đá hư không, thần hồn vừa rồi của ông ta chắc hẳn đến từ thần quốc hỗn độn. Vật này ẩn chứa năng lượng cực lớn. Trước hết cứ thu hồi nó đã, sau này tìm cơ hội cắn nuốt. Được. Diệp Bắc Minh đặt tòa nhà quỷ trong suốt vào chiếc nhẫn chứa vật, nhìn về phía Đường Hạo. Giờ phút này. Tòa ẩn thân Đường Hạo run rẩy, mồ hôi trên người tuôn ra như thác nước, anh. Rốt cuộc anh là ai? Anh ta có được như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của lão quỷ. Vậy mà lão quỷ lại dễ dàng chết trong tay của Diệp Bắc Minh. Thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, thật quá đáng sợ. Vào lúc này, tất cả những kiêu ngạo trong lòng Đường Hạo đều bị nghiền nát. Diệp Bắc Minh mỉm cười đầy ẩn ý, tôi chính là thằng nhóc, con kiến trong miệng anh đấy. Sắc mặt Đường Hạo xám như cho tàn, quỳ xuống đất, anh Diệp, tôi sai rồi. Cầu xin anh tha mạng cho tôi. Ngưng động thời gian đã bị giải trừ. Đường Hạo quỳ xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.